Có sáu nghề ác. Trong kinh A Hàm và Nikaya, Đức Phật đã ngăn cấm người cư sĩ không nên hành sáu nghề ác, vì sáu nghề này không phù hợp với tâm từ bi của đạo Phật. Sáu nghề ác đó như sau: 1. Không làm nghề săn bắn. Nghề săn bắn là một nghề cực ác, giết hại biết bao nhiêu loài cầm thú rừng, nai, hươu, khỉ, chồn, heo, gà rừng và các loại chim chóc khác nữa, vân vân. 2. Không làm nghề chài lưới. Nghề chài lưới cũng là một nghề rất độc ác, chuyên bắt tôm cá, giết hại loài thủy tộc như đặc rọ, lờ, chài, lưới, vó, câu, vân vân. 3. Không làm nghề buôn bán thịt sống. Nghề buôn bán thịt sống là nghề sát sanh trâu, bò, heo, dê, ngựa, chó, gà, vịt, vân vân. Người làm nghề này gọi là đồ tể giết gia súc bán từng ký lô cho người khác mua về làm thực phẩm. Nghề này rất độc ác, giết hại chúng sanh không chút lòng thương xót. 4. Không làm nghề buôn bán thịt chín. Nghề buôn bán thịt chín là nghề lấy thịt chúng sanh nấu thành thực phẩm như phở, cháo lòng, hủ tiếu, bánh canh, bì chả, nem, vân vân. Nghề này cũng là nghề độc ác. Người hành nghề này cũng đánh mất tâm từ bi. 5. Không làm nghề sản xuất và buôn bán rượu. Vì sản xuất và buôn bán rượu khiến người ta nghiện ngập say sưa, không còn trí thông minh, nên họ có thể la xóm, mắng làng, chửi vợ, mắng con, bất kể cha, mẹ, anh em ruột thịt, không biết dơ sạch, nằm ngoài đường, ngủ bụi, ngủ bờ, nằm sương, nằm nắng, làm mất thể diện con người, thân thể dễ sanh bệnh tật, tạo cảnh khổ đau cho cha, mẹ, anh, em, vợ, con, vân vân. 6. Không làm nghề buôn bán người. Nghề buôn bán người là nghề mãi nô, bán nô lệ. Nghề buôn hương bán phấn, nghề mãi dâm cũng là nghề buôn bán người. Nghề này rất độc ác, dùng thế lực, tiền bạc, vật chất bắt ép những người cô thân thất thế đang cảnh nghèo đói bán thân làm nô lệ, làm gái mãi dâm, khiến cho gia đình khổ đau và tan nát. Nghề mãi dâm là một nghề đồi bại, làm mất nhân phẩm của con người, khiến con người không còn đạo đức và còn tệ hơn loài thú vật. Vì con vật có lúc dâm và cũng có lúc không dâm, cho nên kẻ làm nghề bán trôn nuôi miệng là kẻ làm xấu xa thân phận làm người. Sáu nghề nghiệp này là sáu nghề nghiệp độc ác, giết hại chúng sanh và làm khổ đau bệnh tật muôn người. Nhất là nghề sản xuất và bán rượu, sản xuất và bán thuốc phiện, sản xuất và bán xì ke ma túy, sản xuất và bán thuốc lá, thuốc lào, vân vân, là những thứ gây bệnh tật, nghiện ngập, hao tổn tiền bạc, của cải, tài sản biết bao nhiêu người. Trải qua bao nhiêu thế hệ phải gánh lấy hậu quả đau khổ này. Do thế, những người hành những nghề nghiệp này để nuôi thân mạng, cha mẹ, gia đình và làm giàu trên sự đau khổ của muôn người, muôn vật. Họ là những người vô minh, không thấy luật nhân quả đang chi phối, diễn biến từng phút, từng giây trong mỗi con người. Luật nhân quả sẽ không tha thứ một ai. Nếu ai đã làm điều ác thì phải hứng lấy hậu quả khổ đau. Nếu quý vị không tin lời Phật dạy thì hỏi thăm những gia đình đang hành những nghề nghiệp này. Trong bề ngoài có vẻ giàu sang sung sướng, nhưng bên trong chẳng có hạnh phúc gì cả. Thường những gia đình này hay có những người đau ốm bệnh tật, không người này thì đến người khác. Tai nạn thường xảy ra, khiến gia đạo bất an,
lúc nào cũng lo lắng sợ sệt. Cuộc sống của gia đình họ chẳng bao giờ êm ấm, yên vui, hạnh phúc. Làm ác thì phải lãnh quả khổ, không làm sao và cũng không ai cứu thoát khổ được. Vì thế, Đức Phật biết rất rõ nhân quả thiện ác, nên Ngài muốn cho đệ tử của mình thoát ra khỏi cảnh khổ đau. Ngài thường ngăn cấm, không cho người cư sĩ hành sáu nghề nghiệp ác. Dù nghề nghiệp ấy kiếm tiền rất dễ, nhưng nó không phải là hạnh phúc chân chánh. Do đó, Ngài muốn cho các đệ tử của mình sống an vui, hạnh phúc, chân chánh, không còn gặp cảnh đau khổ nữa. Chính vì hằng ngày, trong cuộc sống chúng ta đã tạo ra nhiều nhân ác, nên phải chịu những quả khổ đau đời đời, kiếp kiếp, chứ không ai mang đến quả khổ ấy cho ta được, dù kẻ đó là quỷ thần ác độc. Cũng như không có một vị thần thánh nào hay một Đức Phật cùng những vị Bồ Tát nào ban phúc lành cho chúng ta được. Xin các bạn lưu ý cho điểm này. Nhân quả là một đạo luật công bằng. Chính chúng ta làm ra là chúng ta phải chịu, không thể người khác chịu thay cho chúng ta được. Vì thế, không ai mang đến khổ đau cho chúng ta, mà chính chúng ta cũng như không ai mang đến hạnh phúc an vui cho chúng ta, mà chính chúng ta. Bởi người cư sĩ không thấy luật nhân quả rất công bằng và công lý, cho nên trong cuộc sống họ không biết chọn nghề nghiệp, chỉ thấy nghề nào làm ra tiền và có cơm ăn áo mặc dễ dàng, nhất là môi trường sống. Nơi đó mọi người làm nghề sát sanh là dễ kiếm tiền, thì họ bắt chước làm theo, nhưng không ngờ lại tạo ra vô vàn tội ác. Từ những hành động tạo ra sự chết chóc và đau khổ cho chúng sanh, thì chính bản thân họ và ngay cả gia đình đều phải thọ lãnh những quả khổ đau ấy từ người này đến người khác. Là đệ tử của Đức Phật, những hàng cư sĩ phải lưu ý sáu nghề nghiệp ác độc này, luôn luôn phải vâng theo lời dạy của Đức Phật, thì mới tìm thấy chân hạnh phúc, an vui của cá nhân và của cả gia đình mình. Hành nghề đúng như vậy mới gọi là chánh nghiệp. Chính nghề nghiệp chân chánh mới nuôi được chánh mạng của mình và của mọi người trong gia đình. Hạnh phúc từ ấy sẽ đến với các bạn. Các bạn có tin những lời dạy này không? Thọ dụng thực phẩm động vật, không thấy, không nghe và không nghi. Sáu nghề nghiệp ác đã dạy trong tập sách này, chúng tôi có ghi chú thêm để quý thầy và các Phật tử nhận thấy rõ. Tại sao lại có chư Tăng Nam Tông thọ dụng thực phẩm động vật? Có phải Đức Phật đã cho phép chư Tăng thọ dụng thực phẩm động vật hay không? Để trả lời những câu hỏi này và làm sáng tỏ Phật giáo, các nhà sư Nam Tông không biết dựa vào lời dạy nào của Đức Phật mà dám thọ dụng thịt động vật. Nói trong ba trường hợp, thịt động vật không được thọ dụng: thấy, nghe và nghi. Theo nghĩa của đoạn kinh này, khi một vị tỳ kheo thấy thực phẩm của người Phật tử cúng dường có thịt chúng sanh thì không được ăn. Đó là trường hợp thứ nhất. Khi thực phẩm của người Phật tử cúng dường không thấy có thịt chúng sanh, nhưng lại nghe người khác nói trong thực phẩm đó có thịt chúng sanh, thì không được ăn. Đó là trường hợp thứ hai. Khi thực phẩm của người Phật tử cúng dường không thấy có thịt và cũng không nghe nói có thịt chúng sanh, nhưng tâm lại sanh nghi ngờ thực phẩm này có thịt chúng sanh vì có mùi tanh thì không được ăn. Đó là trường hợp thứ ba. Xét qua ba trường hợp trên đây, rõ ràng Đức Phật không cấm ăn thịt chúng sanh, mà chỉ có lời khuyên để chúng tỳ kheo ý thức sự đau khổ của chúng sanh
mà không ăn thịt, ý thức sự đau khổ của chúng sanh mà không ăn thịt, tức là thực hiện lòng từ bi thương xót chúng sanh, có nghĩa là sống đúng đạo đức hiếu sinh. Còn cấm, tức là giới cấm. Giới cấm là có sự bắt buộc không ăn thịt chúng sanh, có nghĩa là ăn chay. Nhưng ăn chay ấy là ăn chay theo kiểu Đại Thừa Bà La Môn giáo, ăn chay do giới cấm. Còn ngược lại, Phật giáo Nguyên Thủy chỉ dùng giới đức không cấm, nhưng chỉ khuyên người tu sĩ phải tự giác ăn như thế nào để thể hiện được đạo từ bi đúng nghĩa của từ tâm. Trong trường hợp thứ nhất và thứ hai thì quá rõ ràng, còn trường hợp thứ ba là nghi ngờ, dường như mơ hồ. Nhưng thực ra thịt chúng sanh thì có mùi tanh hôi của chúng, mặc dù chúng ta không thấy không nghe, nhưng mùi cá làm sao không tanh cá, mùi thịt bò làm sao không hôi bò, mùi thịt heo làm sao không hôi heo, mùi thịt gà làm sao không tanh gà, vân vân. Tất cả thịt động vật đều có mùi riêng của nó, làm sao chúng ta không nghi ngờ? Mà đã nghi ngờ thì không được phép ăn, vì lương tâm và tình thương của chúng ta không cho phép nuôi mạng sống bằng sự khổ đau của loài vật khác. Phật dạy lần thứ hai: Này Chivatta, ta nói trong ba trường hợp thịt được thọ dụng, không thấy, không nghe và không nghi. Có lẽ dựa vào lời dạy này mà các nhà sư Nam Tông đã dùng lý luận biện hộ cho những hành động tội ác của mình. Không thấy nghĩa là không thấy người giết con vật để cúng dường cho mình. Không nghe nghĩa là không nghe tiếng kêu của con vật khi bị giết để cúng dường cho mình. Không nghi nghĩa là thấy thực phẩm động vật Phật tử cúng dường, không nghi ngờ người ta giết con vật làm thực phẩm để cúng dường cho mình. Cho nên trong bài kinh Chivaka có mở ngoặc và đóng ngoặc: vì mình mà giết. Bốn chữ này là do người sau tiếp thêm vào để thỏa mãn dục vọng tham ăn thịt chúng sanh. Xưa các tổ không có điều gì mà không dám làm, họ thêm bớt rất nhiều trong kinh sách Nguyên Thủy. Ngày nay cũng vậy, họ cũng dám lý luận làm sai lệch lời dạy của Đức Phật, có khi vì bảo vệ danh dự của mình trong lúc vi phạm giới luật, và cũng có khi vì không hiểu phương pháp hoặc do tu tập chưa chứng. Nếu bài kinh chấm dứt ở đây thì chúng ta khó làm sáng tỏ được Phật giáo. Nhưng bài kinh lại dạy tiếp phần thứ hai và phần thứ ba, nên chúng ta mới thấy rõ bộ mặt bất thiện và lòng tham dục của các nhà sư Nam Tông khéo thêm thắt, khéo lý luận, bóp méo kinh sách của Đức Phật để gây tội ác tày trời. Nên tất cả các tứ Phật giáo Nam Tông tu hành chẳng đến đâu nhập định điên khùng, minh sát tuệ, tu hành không đúng tứ niệm xứ và tứ thánh định của đạo Phật, chẻ pháp môn tứ niệm xứ ra từng mảnh. Đây là trường thiền tu tâm niệm xứ, đây là trường thiền tu thân niệm xứ, đây là trường thiền tu thọ niệm xứ. Chẻ pháp môn tứ niệm xứ ra từng mảnh như vậy mà lại còn hô hào rùm beng viết kinh sách phổ biến khắp nơi, làm cho người sau hiểu lầm Phật pháp, tu hành sai lệch, chẳng giải quyết được sanh già bệnh chết. Trong khi pháp môn tứ niệm xứ rất tuyệt vời, tu là thấy kết quả ngay liền, tu tập là có những thần lực siêu việt không thể nghĩ bàn. Do chia chẻ pháp môn tứ niệm xứ nên các nhà sư Nam Tông tu hành chẳng tới đâu, chỉ loanh quanh trong các định tưởng, chẳng bao giờ đạt được sự giải thoát của Phật giáo. Các nước theo Phật giáo Nam Tông lấy Phật giáo làm quốc giáo, mọi thanh niên đúng tuổi đều phải vào chùa tu tập 3 năm. Nếu ai muốn tu luôn thì ở lại tiếp tục tu hành,
còn không muốn tu thì phải xuất sải. Xuất sải có nghĩa là ra đời hoàn tục, lập gia đình. Nhưng những người thanh niên này đã tu theo đạo Phật mà không có chút lòng từ bi nào cả. Họ đã dám cầm dao, súng, vũ khí diệt dân tộc họ như giết heo, gà, dê, vân vân. Bởi tu hành mà còn ăn thịt chúng sanh thì thành ác quỷ chứ làm sao thành Phật được. Bài kinh Chivaka, Đức Phật đã dạy như vậy mà các tổ bên Nam Tông dám bịa ra ăn năm thứ bất tịnh nhục, thật là đau lòng. Tại sao vậy? Tại vì tu sĩ Phật giáo Nam Tông ăn thịt chúng sanh nên tâm họ rất hung ác. Đời sống tu sĩ của họ sống ngược lại với đạo đức, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh của đạo Phật. Đạo Phật là đạo đức của loài người. Đạo đức của loài người sao lại nỡ nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh mà không chút lòng thương yêu? Vậy những người tu sĩ này có phải là tu sĩ của đạo Phật hay không? Xin các bạn trả lời cho. Cũng trong bài kinh ấy, Đức Phật dạy tiếp cho các vị tỳ kheo không nên ăn thịt chúng sanh bằng phương pháp tu tập và trau dồi tứ vô lượng tâm. Bài kinh dạy tiếp: Này Chivaka, tỳ kheo sống dựa vào một làng hay một thị trấn nào, vị ấy phải luôn tu tập tâm mình biến mãn khắp vùng một phương với lòng từ và vị ấy an trú. Phương thứ hai, thứ ba, thứ tư cùng khắp thế giới trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên, tâm vị ấy biến mãn và câu hữu với lòng từ quảng đại vô biên, không hận, không sân và an trú. Với ý nghĩa của đoạn kinh này, khi một vị tỳ kheo ăn uống thì phải quan sát khắp cùng trên món ăn của mình, đồng thời khởi tâm từ bi thương xót tất cả muôn loài chúng sanh. Nếu thấy có thịt chúng sanh, thà chết chớ không ăn. Đó là thực hiện đạo từ bi, lòng hiếu sinh của mình. Bài pháp dạy rõ ràng như vậy, thế mà các nhà sư Nam Tông nỡ nhẫn tâm ăn thịt được thì chúng tôi rất thương hại cho họ. Chỉ một đời tu vô lượng mà chẳng có ích lợi gì cho bản thân mình, cho tất cả chúng sanh. Đoạn kinh này Đức Phật đã xác định rõ ràng, một người tu sĩ đạo Phật phải luôn tu tập tứ vô lượng tâm. Người đã tu tập tứ vô lượng tâm thì còn lòng dạ nào ăn thịt chúng sanh được, phải vậy không các bạn? Vậy mà các sư Nam Tông vẫn nuốt trôi được thịt chúng sanh mới thật là hay. Về phần các vị tỳ kheo, Đức Phật đã dạy không ăn thịt chúng sanh bằng hai bài pháp tuyệt vời: một, ăn thịt chúng sanh không thấy, không nghe và không nghi; hai, ăn thịt chúng sanh với lòng từ bi biến mãn khắp cùng mười phương trên dưới. Cũng trong bài kinh ấy, Đức Phật dạy người cư sĩ phải cúng dường thực phẩm cho Phật và Thánh Tăng. Này Chivaka, người nào vì Như Lai hay vì đệ tử của Như Lai mà giết hại sinh vật làm thực phẩm cúng dường, người ấy chất chứa nhiều phi công đức do năm nguyên nhân. Khi người ấy nói như sau: hãy đi và dắt con thú này đến đây. Đó là nguyên nhân thứ nhất, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Con thú ấy khi bị dắt đi, bị lôi kéo nơi cổ, nơi cảm thọ đau đớn khổ ưu. Đó là nguyên nhân thứ hai, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Khi người ấy nói hãy đi và giết con thú này, đó là nguyên nhân thứ ba, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Khi con thú ấy bị giết, cảm thọ đau đớn khổ ưu vô cùng. Đây là nguyên nhân thứ tư,
người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Khi người ấy cúng dường Như Lai hay đệ tử của Như Lai một cách phi pháp, đó là nguyên nhân thứ năm, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Qua đoạn kinh này chúng ta thấy rất rõ, Đức Phật đã dạy rất kỹ cho người cư sĩ không nên cúng dường Phật và chúng thánh tăng thực phẩm động vật. Vì cúng dường như vậy là cúng dường phi pháp, không có phước mà tổn đức, thêm trọng tội vì sát hại sanh linh. Một bài kinh rất có giá trị với các tu sĩ Nam Tông. Bài Chivaka trong Trung Bộ Kinh đã khẳng định người tu sĩ đạo Phật không được ăn thịt chúng sanh, nên ăn thực phẩm thực vật với mục đích là để trau dồi tâm từ bi hỷ xả của mình, để ly dục ly ác pháp, khiến cho thân tâm thanh tịnh, nhập được các loại thiền định, làm chủ được sự sống chết luân hồi. Ngược lại, một người tu sĩ còn ăn thịt chúng sanh, tức là tâm dục chưa ly, ác pháp chưa lìa, thì rất uổng cho một đời tu hành theo đạo Phật, mà chẳng hưởng được sự giải thoát của đạo Phật, mà lại còn đọa vào địa ngục. Địa ngục ở đây không phải cõi địa ngục, mà là trạng thái đau khổ của thân hay phiền não của tâm. Tu mà còn tâm ác như vậy thì phải mang nợ đàn na thí chủ muôn đời muôn kiếp. Hiện giờ các nhà sư Nam Tông ăn uống cho khoái khẩu, thân hình mập béo, lấy ác pháp mà nuôi thân mạng, thì thân mạng này phải chịu thọ khổ muôn vàng, vì đã đem vào thân những sự đau khổ của chúng sanh, thì làm sao tránh khỏi sự đau khổ ấy. Ghi chú: đọc bài kinh Chivaka, chúng ta nhận xét về đạo Phật. Đạo Phật là một tôn giáo tự lực, dạy đạo đức nhân bản nhân quả rất thực tế và cụ thể. Cho nên Đức Phật là một nhà tâm lý học thông suốt mọi tình cảm, tâm tư và nguyện vọng của mọi người. Vì thế giáo pháp của Ngài dạy toàn là đạo đức làm người. Vì dạy đạo đức làm người nên nói về tâm lý của con người rất là sâu sắc. 1. Dạy người cư sĩ không làm nghề nghiệp ác để tránh nhân quả xấu như tai nạn, bệnh tật, yểu tử, vân vân. 2. Dạy chư tăng không ăn thịt chúng sanh bằng sự ý tứ cẩn thận trong từng miếng ăn của mình, bằng một tấm lòng thương yêu rộng lớn đối với muôn loài chúng sanh. 3. Dạy Phật tử không nên cúng dường thịt chúng sanh làm ra thực phẩm cho Phật và chúng thánh tăng. Cúng dường như vậy là phi pháp, phi công đức, không có phước báo mà còn thêm tội lỗi. Toàn bộ giáo lý của Đức Phật từ sơ thiện, trung thiện đến hậu thiện, Ngài dạy con người cách thức sống trong thiện pháp, ngăn ngừa và đoạn dứt các ác pháp. Vì thế mà ngay từ bước đầu tiên, Đức Phật đã dạy người cư sĩ không làm sáu nghề nghiệp ác như trên đã giảng. Cách thức tu của đạo Phật rất cụ thể. Ở đây, quý thầy và các Phật tử phải hiểu cho rõ ràng, đổi nghề nghiệp, không làm nghề ác nữa, tức là tu hành. Tu tức là sửa đổi, thay đổi, làm tốt lại, làm thiện lại và không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh, chứ không phải ngồi đó gõ mõ tụng kinh niệm Phật lần chuỗi, ngồi thiền hay lạy hồng danh sám hối mà tiêu tội hưởng phước được, vân vân. Quý vị đừng lầm hiểu theo sự hướng dẫn tu tập của các nhà học giả của một số hệ phái. Khi tu tập là phải ngồi thiền, nhập thất, tụng kinh, sám hối, niệm Phật, niệm chú, truyền tâm ấn, la hét, đánh, xô đẩy để ngộ Phật tánh. Đó là hình thức tu tập chịu ảnh hưởng ngoại lai của các tôn giáo khác, chẳng giúp gì cho chúng ta giải thoát tâm tham sân si, phiền não, thương ghét, giận hờn, thù oán, tật đố, nghi kỵ và các ác pháp khác. Cách thức tu tập
của Đạo Phật trong kinh điển Nguyên Thủy dạy, thực tế và cụ thể hơn, có kết quả ngay liền khi bắt tay vào tu, không như những pháp hành của các nhà học giả dạy ở trên theo kinh sách phát triển của một số hệ phái. Như trên đã nói, quý vị đổi nghề ác làm nghề thiện là quý vị không làm khổ chúng sanh, không làm khổ đau cho chúng sanh, tức là quý vị không làm khổ đau cho quý vị, không làm khổ đau cho quý vị tức là giải thoát. Dạy người không làm nghề ác, không làm việc ác, tức là tu thiện đấy các bạn. Các bạn có hiểu biết điều này không? Dạy người không cúng dường thực phẩm bằng xương máu chúng sanh, tức là tạo nghiệp thân ít bệnh, tuổi thọ sống lâu. Dạy chư tăng không ăn thịt chúng sanh là trau dồi tâm từ bi hỷ xả để đối trị tâm tham sân si ích kỷ nhỏ mọn, vân vân. Bài kinh này quý thầy và quý Phật tử nên lưu ý lời dạy của Đức Phật: ăn thịt chúng sanh phải không thấy, không nghe và không nghi. Lời dạy này có nghĩa là trong sự ăn uống phải trau dồi mắt tai của mình và ý tứ cẩn thận. Khi ăn khi uống phải biết rõ trong thực phẩm đang ăn có xương máu và sự chết chóc đau khổ của chúng sanh trong đó hay không. Nếu có, chúng ta thà chết trong giới luật của Phật chứ không ăn mà phạm giới. Tại sao vậy? Tại vì người tu sĩ đạo Phật thường trau dồi tu tập tâm mình, lòng thương yêu rộng lớn đối với tất cả chúng sanh, đối với nhân loại khắp mười phương thế giới. Nếu chúng ta chỉ vì bổ béo cho xác thân vô thường bất tịnh này mà chạy theo dục lạc, ảo giác ngon ngọt của vị giác, thì chúng ta chưa phải là một vị tu sĩ đạo Phật chân chánh, có lòng từ bi. Đạo Phật ăn chay trên ăn chay. Ăn chay vì lòng thương yêu chúng sanh vô bờ bến. Ngược lại, trong thế gian này có những người ăn chay, không ăn thịt chúng sanh nhưng làm thực phẩm giống như thịt chúng sanh, thì đó là ăn chay theo kiểu phàm phu. Ăn chay còn thèm thịt nên tạo thực phẩm chay giống như thực phẩm thịt chúng sanh để Đức Phật ăn đỡ thèm. Cách thức ăn chay như thế Đức Phật không chấp nhận. Đạo Phật tu thật, làm việc thiện từ trong lòng thiện sanh ra. Ăn chay vì thương xót chân thật đối với chúng sanh nên không nỡ ăn thịt chúng sanh. Ăn chay chỉ vì sợ địa ngục, sợ quỷ vô thường, quỷ dạ xoa hành hạ, thiêu đốt, đâm chém, cắt lưỡi, móc họng, rút gân, vân vân. Ăn chay để cầu sanh về cực lạc, thiên đường, vân vân. Ăn chay để cầu cho tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, tuổi thọ sống lâu, vân vân. Ăn chay như vậy Đạo Phật không chấp nhận, vì không phải pháp tu hành để giải thoát. Đó là một loại ăn chay để an ủi tinh thần. Ăn chay như vậy giống như phong bò ăn. Chánh nghiệp và chánh mạng. Đạo Phật rất tuyệt vời, dạy tu tập để thoát ra cảnh khổ đau của đời sống con người bằng sự thay đổi trong nghề nghiệp ác để không làm khổ mình, khổ người. Kế đến dạy ăn uống để nuôi thân bằng những thực phẩm không có sự đau khổ, bố thí cho mọi người và cúng dường cho chư tăng. Vật cúng dường không được phi pháp, không làm tổn phước đức, đầy đủ phước báo hiện tại và mai sau. 1. Làm thì tránh nghề nghiệp ác và hành động ác. 2. Ăn thì ý tứ cẩn thận, không phải đụng đâu ăn đó, gặp gì ăn nấy. Ăn có nơi, có chỗ, không phải ngồi quán, ngồi lều giữa chợ, giữa đường, và còn phải trải tâm từ bi, biết ơn người làm tra của cúng dường, không nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh,
đầy lòng thương xót khắp cùng. 3. Cúng dường chư tăng bằng mồ hôi nước mắt của mình làm ra, không được gian tham trộm cắp, không được giết hại chúng sanh. Người tu sĩ khi thọ thực phẩm phải tránh ăn thịt chúng sanh, mà còn phải quán xét sự tu tập của mình, công đức có xứng đáng thọ dụng hay không. Từ một nghề nghiệp chân chánh, chánh nghiệp làm bằng sức lao động chân tay hoặc bằng trí óc tạo ra những thực phẩm lương thiện để nuôi thân mạng, chánh mạng, không có sự gian ác và đau khổ trong đó. Trong Bát Chánh Đạo, Đức Phật đã khẳng định có hai nẻo, hai lớp học, tu tập chỉ về cách sống của người tu sĩ chân chánh, chánh nghiệp và chánh mạng. Đó là hai nẻo tu tập để thoát ra cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Một người hành nghề nghiệp giết hại chúng sanh, làm đau khổ người khác, thì nghề nghiệp ấy Đạo Phật gọi là tà nghiệp. Tà nghiệp còn có nghĩa là hành động, lời nói và ý nghĩa ác, hành động giết hại chúng sanh và làm đau khổ người khác, hay mắng chửi người khác, nói xấu người khác, vu khống người khác, chuyện ít xích ra nhiều thêm bớt, vân vân. Đó là hành động ác. Hành động ác là tà nghiệp. Nhân tà nghiệp thì quả phải khổ đau, không chạy tránh đường nào được cả. Cho nên nhân quả không thể trốn tránh, dù có trốn lên trời hay chui xuống đất cũng không thoát khỏi. Tà nghiệp còn có nghĩa là nghiệp quả khổ. Thấy một người gặp tai nạn khổ sở, có thể đi đến tù tội và tử hình, thì đó đều là do nghiệp quả ác của họ. Người bệnh tật đau khổ trên la trăn trở suốt đêm ngày cho đến khi chết, thì đó cũng là nghiệp quả ác của họ, do họ đã tự tạo ra nhân ác trong quá khứ, vân vân. Tà nghiệp còn gọi là thói hư tật xấu, như người ham mê bài bạc, rượu chè, đĩ thỏa, điếm đàn, du đảng, vân vân. Tà nghiệp còn là những hành động phóng dật, chạy theo dục lạc ác pháp thế gian, làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh, vân vân. Tà nghiệp còn là những hành động sai trái phi pháp luật, làm ra tiền của đem về nuôi thân mạng, cũng như những hành động bắt và giết hại chúng sanh để trao đổi và buôn bán làm ra tiền nuôi sống cha mẹ, gia đình, vợ con. Thì đó là lấy tà nghiệp nuôi lớn tà mạng, không phải chỉ riêng mình mà còn cả gia đình. Dưới đôi mắt của Đức Phật, nhìn những nghiệp ác của chúng sanh đem về nuôi thân mạng, thì đó là đem vào thân mạng một nghiệp ác, một sự khổ đau, một tai họa lớn. Nên Ngài dạy những hành động đó là những hành động không chân chánh, những hành động tà nghiệp nuôi dưỡng tà mạng, nuôi tội ác và nuôi đau khổ cho mình, cho người. Muốn không tạo ra các tà nghiệp, Đức Phật ngăn cấm không cho đệ tử của mình hành sáu nghề ác, để tránh đem vào thân mạng những sự khổ đau do nghiệp quả ác chính mình đã tự tạo ra. Vì chánh mạng nên Đức Phật còn dạy thêm, đừng nên ăn thịt chúng sanh, vì ăn thịt chúng sanh là nuôi tà mạng, đem vào thân mạng những bệnh tật tai ương, đem vào cuộc sống những sự đau khổ tai họa hiểm nghèo, đem vào gia đình những chuyện bất an, bất toại nguyện, vân vân. Người cúng dường và bố thí cho chư tăng bằng sự gian ác sẽ không được phước báo mà còn phi công đức, thọ lấy những quả khổ địa ngục súc sanh.
v.v. Người nhận của bố thí cúng dường mà không thấy từ sự gian ác của người cúng dường, thọ dụng như vậy là nuôi tà mạng. Do nuôi tà mạng, thân tâm không thanh tịnh, không ly được dục và ác pháp. Vì thế, vị tỳ kheo này tu hành uổng công, chẳng có kết quả, chẳng nhập được tứ thánh định, chẳng thực hiện được tam minh. Bởi vậy, Đức Phật dạy, chư tăng phải thiểu dục tri túc, thừa kế pháp, không nên thừa kế thực phẩm. Không thiểu dục tri túc, không thừa kế pháp, luôn thừa kế vật chất và thực phẩm, thì tâm sanh ra tham dục, ham muốn phóng dật, chạy theo ngũ dục lạc, ăn uống phi thời, ngủ nghỉ phi thời, trí tuệ đần độn, tưởng tuệ phát triển, thường luận đông luận tây, che đậy lỗi lầm, phá sạch giới bổn, sống đời sống dục lạc, chẳng biết sợ hãi những lỗi nhỏ nhặt, chẳng biết xấu hổ khi oai nghi tế hạnh cũng không có, đi, đứng, nhìn, ngó, giống như người thế gian. Chánh nghiệp, tức là nói về những bài học về hành động thân, miệng và ý phải chân chánh. Ở đây có nghĩa là do ba nơi này tu tập không làm hành động ác. Chánh mạng, tức là nói về những bài học sự nuôi dưỡng thân mạng chân chánh. Thân mạng chân chánh ở đây có ý nghĩa tu sửa, không ăn uống lặt vặt phi thời, ăn uống không đúng giờ đúng lúc, ăn uống có tiết độ, ăn uống không phải vì thèm khát, ăn uống là vì sự sống để tu tập, không vì lợi dưỡng, không ăn thịt chúng sanh, không ăn uống những chất độc hại gây tạo cho cơ thể bệnh tật khổ sở. Dù những thực phẩm đó có ngon ngọt béo bổ đến đâu cũng nên tránh xa. Đó là nuôi chánh mạng. Thân mạng được nuôi sống chân chánh có những ích lợi. Một, thân không trả nghiệp quả khổ đau. Hai, thân không bệnh tật khổ đau. Ba, tuổi thọ được lâu dài. Bốn, thân được mạnh khỏe tu tập dễ dàng hơn. Năm, thân được mạnh khỏe, tâm hồn được an vui, thanh thản và vô sự. Người tu theo đạo Phật cần phải siêng năng tu tập, trao dồi những bài học về chánh nghiệp và chánh mạng. Vì đó là đạo đức nhân quả nằm trong cuộc sống của mỗi con người khi tu tập theo đạo Phật. Chúng ta là những đệ tử của Đức Phật, không thể xem thường chánh nghiệp và chánh mạng. Vì chánh nghiệp tốt thì chánh mạng mới tốt theo. Chánh nghiệp thanh tịnh thì chánh mạng mới thanh tịnh. Do đó, đời sống mới được an vui, hạnh phúc. Bằng ngược lại, chánh nghiệp xấu thì chánh mạng phải chịu nhiều tai ương, họa khổ, vân vân. Vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật cũng phải lưu ý chánh nghiệp và chánh mạng. Nếu chánh nghiệp không đúng phạm hạnh, phạm phải những lỗi lầm nhỏ nhặt, không biết xấu hổ, thì chánh mạng tu hành chẳng tới đâu. Tâm lậu hoặc không sao diệt được, thiền định thì rơi vào tà thiền, tà định. Tu suốt đời chẳng có ích lợi gì, còn mất thì giờ vô ích. Vì thế, người cư sĩ cũng như vị tỳ kheo muốn được giải thoát an vui, hạnh phúc trong kiếp sống này, thì sự tu hành phải tu đến nơi đến chốn. Trước tiên, phải tu tập chánh nghiệp và trao dồi mỗi hành động thân, miệng, ý của mình toàn thiện, tức là không làm khổ mình, khổ người. Nhờ đó mới nuôi thân bằng chánh mạng. Thì chắc chắn có muôn vạn người tu theo đạo Phật đều đạt được kết quả giải thoát như nhau.
nếu mọi người biết sống đúng chánh nghiệp, nuôi thân bằng chánh mạng, thì thế gian này là thiên đàng cực lạc, không còn phải đi tìm nơi đâu, không cần phải niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương, phải không các bạn? Niềm tin. Nếu trên bước đường tu tập đầu tiên mà quý vị đã nghe lời dạy của Đức Phật, thay đổi nghề nghiệp ác bằng những nghề nghiệp thiện, là quý vị đã đặt trọn niềm tin nơi Đức Phật, Pháp, chư hiền thánh tăng và giới luật. Niềm tin đó có được nơi quý vị là do chỗ suy tư quán triệt lời dạy của Đức Phật. Ví như Ngài dạy câu này: đừng làm khổ mình, khổ người thì sẽ thoát ra cảnh khổ. Với lời dạy này biết áp dụng vào đời sống thì rất đúng, không sai, có kết quả ngay liền. Khi Ngài dạy thay đổi nghề nghiệp ác, chúng ta tư duy thấy rất đúng, vì những nghề nghiệp ác đó chúng ta đang hành là những nghề làm đau khổ và giết hại chúng sanh rất nhiều, như nghề chài lưới, săn bắn, bán rượu, thuốc phiện, vân vân. Người có trí, sau những lời dạy này, chúng ta cũng đủ đặt trọn niềm tin ở Người, vì đó là một lời dạy rất thực tế, đem lại sự an vui cho mình, cho người và cho các loài vật đang sống trên hành tinh này. Do thế, chúng ta tin và không bao giờ có ai lay chuyển được lòng tin ấy. Tại sao vậy? Tại vì lời dạy của Ngài rất thực tế và cụ thể, đem đến sự giải thoát an vui, hạnh phúc cho chúng ta và tất cả muôn loài vật như trên đã nói. Mình không làm khổ ai, chắc không ai làm khổ mình. Nếu có người khác làm khổ mình, có lẽ người ta chưa nghe và chưa hiểu lời dạy của Đức Phật. Nếu mọi người ai cũng được nghe, hiểu và thực hành theo đúng lời dạy của Ngài, thì thế gian này là thiên đàng cực lạc, hạnh phúc biết bao cho muôn loài, còn đâu đau khổ nữa. Pháp môn tu tập của Ngài rất thực tế, mang lại sự giải thoát cụ thể ngay liền tức khắc. Nếu chúng ta chỉ thay đổi nghề nghiệp ngay đó, chúng sanh thoát chết, thoát khổ, người mạnh không ăn hiếp người yếu, con vật lớn không ăn thịt con vật nhỏ. Nhìn thấy cảnh thoát chết, thoát khổ của chúng sanh, tâm hồn chúng ta hân hoan, bàn tay chúng ta không còn làm ác, không còn vấy máu nữa, mắt chúng ta không còn thấy sự chết chóc, đau khổ của chúng sanh nữa. Đó là hạnh phúc biết bao cho muôn loài vạn vật đang sống trên hành tinh này. Từ sự suy tư quán xét và cân nhắc kỹ lưỡng, thấy rất rõ sự giải thoát cho mình, người và chúng sanh. Sự thay đổi nghề nghiệp ác chuyển thành nghề nghiệp thiện mà còn được hạnh phúc như vậy, giải thoát như vậy, thì thử hỏi người tu sĩ xuất gia sống ba y một bát thì còn giải thoát và hạnh phúc biết dường nào, nhất là nhập các định làm chủ sanh tử luân hồi, chấm dứt tái sanh, thì lòng tin ấy phải như thế nào? Nhờ có kết quả chúng ta mới tin sâu hơn. Vì vậy lúc đầu chúng ta tin Phật, Pháp, Tăng, nhưng lòng tin ấy chưa phải là lòng tin sâu. Vậy tin Phật, Pháp, Tăng và giới như thế nào mới gọi là tin sâu? Muốn niềm tin được sâu, lâu dài và bền bỉ, thì kết quả tu hành giải thoát trong cuộc sống hàng ngày, thân và tâm phải được thành tựu giải thoát cụ thể trong mỗi pháp môn tu tập. Mỗi sự thực hành tu tập đều phải có kết quả dù ít dù nhiều, thì lòng tin ấy mới tăng trưởng bền bỉ và lâu dài. Mới đầu quý vị chỉ có tư duy theo lời dạy của Đức Phật mà nhìn thấy những người khác thay đổi nghề nghiệp, được hạnh phúc an vui. Do thế, quý vị quyết tâm thay đổi nghề nghiệp ác. Trước tiên, quý vị thấy kết quả giải thoát là không còn thấy
những sự giãy giụa, đau khổ và chết chóc của loài vật. Đôi bàn tay quý vị cũng không còn làm đổ máu chúng sanh nữa. Không còn thấy những người say rượu đi ngoài đường, té xuống đứng lên, chân bước tới chân bước lui, chửi vợ mắng con hoặc chửi làng chửi xóm. Không còn thấy phụ nữ làm nghề bán thân nuôi miệng đồi bại như một loài thú vật không biết xấu hổ. Không còn thấy những người ngồi quán, ngồi lều ăn thịt chúng sanh như loài ác thú. Không còn thấy những loài thủy tộc mắc lưới, mắc câu giãy giụa đau khổ trước cái chết. Không còn thấy những loài thú vật sợ hãi chạy tán loạn trước những người thợ săn. Lòng quý vị hân hoan sung sướng. Nhìn thấy cảnh đó là cảnh giải thoát cho mình, cho người và cho muôn vật. Thật là hạnh phúc biết bao cho con người và loài vật trên hành tinh này. Ngoại cảnh yên vui của mọi người và muôn vật đang hòa nhịp với tâm hồn quý vị thanh thản, an lạc, khiến cho đời sống càng hạnh phúc hơn và lòng yêu thương của mọi người, mọi chúng sanh càng lúc càng thấm thía hơn nhiều. Phải không hỡi quý vị? Mới đầu, chúng ta đổi nghề còn thấy vất vả và khó khăn. Sau một thời gian mới lấy lại bình thường, không còn lo lắng sợ hãi như lúc ban đầu. Dần dần nghề nghiệp mới phát triển hơn. Nghĩ tới hồi nào còn đi chài lưới, giờ này còn ở sông ở biển. Mỗi khi có gió to bão lớn, sự sống chết như chỉ mành treo chuông. Người thân trong gia đình đau đớn khổ sở, lo lắng thức suốt đêm cầu nguyện cho người thân mình tai qua nạn khỏi, bể lặng sóng yên. Nỗi khổ tâm nhất là những người làm nghề giết hại chúng sanh. Thường gia đình sống trong nỗi lo âu, bệnh tật tai họa thường hay xảy đến cho họ. Nhưng họ nào biết được, đến với đạo Phật, thực hiện sống đúng lời dạy của Ngài, người nào chịu khó nghiệm xét sẽ thấy nhiều điều kiện may mắn đến với họ hơn là những tai họa. Hồi tưởng lại, khi còn làm nghề nghiệp ác, thường có nhiều sự tai biến bất an xảy ra cho gia đình, nhưng họ không để ý. Khổ thì cứ khổ, lo lắng thì cứ lo lắng, nhưng cuộc sống cứ thả trôi theo dòng đời, ba chìm bảy nổi, mãi mãi và mãi mãi. Nhưng khi bước chân vào đạo Phật, bằng sự thay đổi nghề nghiệp, đúng như lời Đức Phật đã dạy, họ đã tìm được sự giải thoát khổ trong những hành động thiện, chứ không phải chờ đợi 10 năm hay 20-30 năm sau mới thấy được sự giải thoát đó. Giải thoát ngay liền khi chúng ta sống thiện, làm những điều thiện, tức là không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Có những người hiểu sự giải thoát của đạo Phật một cách lầm lạc, nghĩa là giải thoát của họ là cầu gì phải được nấy, muốn gì phải được toại nguyện nấy. Cái đó không phải sự giải thoát của đạo Phật, mà đó là sự chạy theo của lòng ham muốn và bị sự trói buộc thêm của vật chất thế gian, khiến càng khổ lại càng khổ thêm nhiều hơn nữa. Đạo Phật vốn buông ra để không khổ, từ bỏ lòng tham muốn để thoát ly sanh tử luân hồi. Đại khái các hành pháp của đạo Phật là như vậy: ôm vào thì sanh ác pháp, buông ra thì thiện pháp tăng trưởng. Sống trong cảnh cơm ăn áo mặc đầy đủ, không giàu sang danh vọng to, nhưng tâm hồn thanh thản biết đủ, an nhàn ít muốn, thảnh thơi an lạc, biết nhẫn nhục tùy thuận, bằng lòng trước mọi cảnh mọi người, cái đó không phải là giải thoát của đạo Phật sao? Tiền bạc, danh vọng, sắc đẹp, ăn uống, ngủ nghỉ, khen chê, sợ hãi, lo toan, vân vân, đều không làm động tâm, thì đó chẳng phải là giải thoát sao? Giải thoát của đạo Phật
là nhằm vào chỗ tâm bất động trước mọi cảnh, mọi vật, mọi sự cám dỗ của cuộc đời và mọi sự cảm thọ đau đớn, khổ sở vô tận của thân tâm, chứ không phải chỗ xuất hồn, nhập xác, ngồi thiền 5-7 ngày, thọ hưởng hỷ lạc tưởng, hay ngồi trầm tư mặc tưởng một thế giới siêu hình nào đó. Nó cũng không phải thần thông phép lạ, mà cũng không phải là kiến tánh thành Phật, v.v. Đó là những thứ ảo giác, huyễn hoặc, giàu tưởng tượng, làm mê hoặc lừa đảo tín đồ. Nhờ có kết quả giải thoát thật sự như vậy, nhờ có tu tập tâm bất động được như vậy, người ta mới tin đạo Phật, mới bỏ hết cuộc đời như Đức Phật đã dạy, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống không gia đình, không nhà cửa, đời sống chỉ còn ba y một bát, đi xin ăn mà thôi. Nếu không kết quả thật sự như vậy, thì chẳng còn ai dám theo đạo Phật. Vì cuộc sống của đạo Phật rất khổ, ta lìa ngũ dục lạc thế gian. Vả lại, sự tu hành còn phải dày công và còn nhiều gian nan vất vả khác nữa. Chẳng hạn, như quý thầy hiện giờ đang tu thiền Đông Độ suốt cả 5 năm, 10 năm, có người đã tu từ 15 đến 20 năm rồi mà vẫn chưa thấy giải thoát gì cả. Kiến tánh rồi, tìm tu mà cứ tu mãi, tu hoài, tu cho hết vọng tưởng. Và hàng ngày cứ ngồi thiền, ngồi đó mong giữ cho tâm hết vọng tưởng để làm Phật. Nhưng khi hết vọng tưởng lại rơi vào vô ký và rơi vào những trạng thái hỷ lạc của tưởng. Khi thì như thế này, khi thì như thế khác, lúc được lúc mất. Nhưng gặp việc gì thì tâm tham sân si vẫn còn chẳng mất. Thấy danh lợi thì tâm vẫn còn tham, ăn uống phi thời, không đúng hạnh thánh, thì làm sao gọi là giải thoát được? Từ bắt đầu tu tập ngồi 30 phút, tăng dần đến 1 giờ, rồi 10 giờ, 12 giờ, nhưng vọng tưởng có lúc hết lúc không, có lúc rất an ổn, có lúc rất bất an, tiến tới thì không tới được nữa, lui thì rất uổng công. Trường hợp và hoàn cảnh tu tập này, quý thầy có thối tâm hay không? Chỉ còn an ủi mình bằng những lời nói của các tổ: tu phải trải qua nhiều kiếp, có tổ phải tu 20-30 năm, vân vân. Quý thầy nuôi hy vọng và tự an ủi mình: chắc có lẽ mình tu chưa đến nơi đến chốn, phải ráng tu thêm nữa. 10 năm tu mà qua nhìn lại, tâm nào tật nấy, tham sân si còn đủ, thôi thì phải ráng tu tập thêm. 20 năm qua tu tập hết sức mình, làm chủ sự sống chết thì chẳng thấy gì, mà cứ có ai động đến tâm thì tham sân si lại nổi lên ầm ầm, phiền não đau khổ vẫn còn. Tu mãi tu hoài mà sao không hết được. Ngồi thiền 7-8 tiếng đồng hồ cho đến 11-12 tiếng đều được, nhưng ngồi 1-2 ngày thì lại không được. Tại sao vậy? Tại vì không có pháp hành và tu tập không đúng pháp nên kết quả không có. Tu tập dậm chân tại chỗ, nhưng đã lỡ tu, lỡ dạy người khác, bây giờ biết ăn làm sao, nói làm sao. Những thầy lớn nói ra thì mất danh mất lợi, nói ra khó mà nói, tiếng thối lưỡng nan. Thôi mặc kệ, tới đâu hay tới đó, cứ nhắm mắt làm liều. Còn các thầy nhỏ thì đã lỡ rồi, ra đời thì sợ người ta chê cười, mà tu thì chẳng đến đâu, cứ dối gạt Phật tử mà sống bằng cách thuyết giảng, nay kinh này mai kinh khác, như trao đổi thực phẩm để người ta dễ ăn dễ nuốt. Thường dùng những lối lý luận mơ hồ trừu tượng bằng những pháp huyền, pháp thoại ở đầu môi chót lưỡi, loanh quanh nghĩa lý nhai lại của các tổ xưa có bấy nhiêu, cứ lặp đi lặp lại,
thêm mắm dặm muối, làm có vẻ mới mẻ để lừa đảo người. Cho nên có người bảo, coi chừng bị lưỡi lừa của ông ta. Những ai đã gõ cửa đúng của đạo Phật thì ngay đó có sự giải thoát liền, chiêm nghiệm được sự giải thoát đó một cách cụ thể. Vả lại, khi bước chân vào đạo Phật, chúng ta thấy sự tu tập rất cụ thể, giải thoát rõ ràng, không có mơ hồ. Vì pháp thiện và pháp ác, ai cũng có thể dễ nhận ra. Nói như vậy, có nghĩa là những người nào đã học xong đạo đức nhân quả thì mới dễ nhận ra pháp ác và pháp thiện. Tu hành của đạo Phật tức là sống, sống thiện là giải thoát, sống ác là đau khổ. Đổi nghề nghiệp ác làm nghề nghiệp thiện, nếu biết tư duy quán xét ngay liền, có một tâm hồn yên vui an lạc, không những một mình mà cả gia đình, nhất là những người biết thiểu dục tri túc, thì sự yên vui hạnh phúc lại càng gia tăng gấp bội. Những ai đã tin sâu nhân quả và đã học được đạo đức nhân bản nhân quả thì sẽ chứng nghiệm phước báo rất rõ ràng. Dù người đó không cầu mong điều gì, cứ hân hoan sung sướng làm việc thiện thì luật nhân quả sẽ đem phước báo đến cho họ, và họ luôn luôn hưởng trọn đầy hạnh phúc của cuộc sống. Đối với những người này, ác pháp đến với họ như nước đổ trên lá khoai môn. Đạo và đời. Muốn thành tựu được lòng tin tịnh tính sâu sắc, quý vị phải suy nghĩ cho kỹ và so sánh giữa cuộc sống đời và cuộc sống đạo. Đời có cuộc sống theo đời, đạo có cuộc sống theo đạo. Sự sống theo đạo là đi ngược lại sự sống theo đời. Đạo thì buông xả ra, đời thì ôm lấy vào. Cho nên, quý vị đừng tưởng cuộc sống đời và cuộc sống đạo giống nhau. Không, hoàn toàn không, không giống nhau một chút nào cả. Người tu sĩ đạo Phật có cuộc sống như thế gian, nghĩa là có vợ, có con, sống chạy theo danh lợi, ăn ngủ phi thời, là những người cư sĩ trọc đầu, chứ không phải là một vị tỳ kheo xuất gia đệ tử của Đức Phật. Họ diệt Phật giáo chết cũng giống như trùng trong lông sư tử sẽ diệt sư tử. Người tu sĩ Phật giáo sống như người thế gian, ăn ngủ phi thời, không buông xả vật chất, tâm dễ dính mắc sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Ngũ triền cái luôn luôn che mờ trí tuệ họ. Thất kiết sử thường trói buộc như dây xích sắt, khiến họ khó vẫy vùng, nên họ đã trở thành ma ba tuần. Vì thế, làm sao sống đúng phạm hạnh, ly dục, ly ác pháp được? Làm sao nhập tứ thánh định, làm chủ sanh tử, chấm dứt luân hồi được? Làm sao nhập định vô lậu, tả tâm diệt ngã, chấm dứt khổ đau? Làm sao nhập định bất động tâm, sống thanh thản, an lạc và vô sự? Nếu một người tu sĩ mà còn có lối sống như thế gian thì không thể nào tu hành theo đạo Phật được. Đó là những kẻ mượn chiếc áo Phật giáo, tìm miếng cơm để sống. Sống như vậy là sống một cách hèn hạ, chỉ biết lừa đảo tín đồ mê muội để sống bằng mồ hôi nước mắt của người khác. Thật là đáng khinh bỉ. Có người lầm hiểu đạo Phật cho rằng chỉ cần biết được pháp môn tu tập, chứ không phải do sự sống đúng phạm hạnh. Hiểu như vậy là hiểu sai. Hiểu như vậy có nghĩa là sự sống và sự tu tập là hai lối khác nhau. Niệm Phật, tụng kinh, bái sám, niệm chú, ngồi thiền trước điện Phật có ăn nhập gì vào cuộc sống đâu. Đó là cái hiểu về tu hành nông cạn của những người tâm còn tham đắm, biết quá nhiều vật chất, đời không muốn bỏ, mà đạo lại muốn thêm. Đạo Phật vốn tu nghĩa là sống. Sống biết sửa sai
sửa quấy những lỗi lầm, biết ngăn chặn không làm những điều ác, biết xa lìa mọi cám dỗ vật chất thế gian, biết tiết độ trong ăn uống, ngủ nghỉ, biết thiểu dục tri túc đối với đời sống, biết phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình, biết giữ chánh niệm để tâm được thanh thản, an lạc và vô sự. Lấy cuộc sống đạo của những bậc chân tu đem so sánh với cuộc sống người thế gian, bên nào khổ, bên nào thoát khổ. Khi đã so sánh như vậy, ta mới thấy đời sống con người thật khổ. Khổ như thật, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không, không gì trói buộc được, không gì làm động đến tâm họ được. Khi đã thấu rõ cả hai cuộc sống, ta mới quyết định chọn một trong hai con đường này. Nếu không so sánh, không thể thấu rõ, mà vội vàng chọn lấy con đường tu, thì e rằng chúng ta nông nổi, bồng bột. Đến chừng vào đạo để trở thành một tu sĩ, thì chừng đó tiến thối lưỡng nan. Đời sống đạo rất khó, không phải dễ như mọi người lầm tưởng. Rồi đây, cuộc sống đạo chẳng ra đạo, đời chẳng ra đời, chết cũng dở, sống cũng dở. Lấy cuộc sống của mọi người mà suy ngẫm cuộc sống của mình. Đời sống trong gia đình đầy rẫy những triền vượt, biết bao dây mơ rễ má trói buộc, biết bao nhiêu vật chất cám dỗ và lôi cuốn vào đường tội ác. Đường đời đầy dẫy ô nhiễm và uế trượt, biết bao chông gai và hố thẳm của ác pháp đang chờ đón. Càng suy ngẫm, chúng ta mới thấy rằng đời sống con người sinh ra là để khổ, khổ thật. Chúng ta mới lớn lên chưa lập gia đình, đời còn tươi đẹp giống như một giấc mơ. Ăn rồi đi học, chẳng lo nghĩ gì hết. Đói no có cha mẹ lo. Đến khi lớn lên một chút, biết ham muốn, biết xài tiền, biết ăn chơi vui đùa, chứ chưa biết khổ là gì, nên thường rủ rê bạn bè uống rượu, cờ bạc, rồi đánh nhau, hoặc đua xe gắn máy, gây tai nạn giao thông, gãy chân, gãy tay, có khi mất mạng. Bây giờ mới thấy khổ, nhưng cái khổ đó có thấm vào đâu. Đến khi lập gia đình, chừng đó mới thấy cái khổ của đời sống con người. Vợ con, tiền bạc, nhà cửa và những vật dụng tiêu thụ hàng ngày. Khi cha mẹ còn sống, có thiếu hụt cái gì thì ông bà giúp đỡ cho. Đến khi cha mẹ mất, chẳng còn ai giúp đỡ, tự mình phải lo lấy cuộc sống của mình. Trên vai chất gánh nặng phải lo toan đủ thứ. Thế mà vợ con đâu biết, nên đâu phải lúc nào cũng ngọt ngào với mình. Vợ con cũng phải có những tư tưởng riêng, lối sống ưa thích riêng, do những đặc trưng riêng biệt. Mình cũng vậy. Cho nên, sống với nhau đâu phải lúc nào cũng hợp nhau được. Do sự khác biệt đó, nên trong nhà thường có sự lục đục, rầy rà, trái ý nhau, làm cho tâm mình bất toại nguyện, phiền não, chứ đâu phải sung sướng gì. Nếu không nhẫn nhục, tùy thuận với nhau, thì gia đình là một địa ngục tại trần gian. Càng tư duy suy nghĩ, ta càng thấy đời sống khổ đau, quá khổ, không có gì là hạnh phúc, nhưng nó lại trói buộc chặt hơn bất cứ một thứ gì. Chẳng hạn, đang sống chung với nhau, có một người chết. Thử hỏi, những người còn sống có buồn khổ không? Chắc chắn không ai là không đau khổ. Hai vợ chồng ngồi trong mâm cơm, vừa ăn vừa nói chuyện hàng xóm, rốt cuộc gây gổ nhau, thì thử hỏi có vui sướng gì không? Thấy thế, đời sống có vui sướng gì? Hai vợ chồng sống chung với nhau
không tiền không bạc. Vợ thì ham muốn cái này cái kia, do đó vợ chồng cãi cọ hờn giận nhau. Thế mới biết đời khổ, khổ mọi điều. Nhưng ở đời người ta đâu biết, đâu thấy cái khổ đó. Người ta chỉ thấy cái ảo ảnh bề ngoài, tưởng là hạnh phúc, như đôi vợ chồng trẻ ngồi trên chiếc xe hơi bóng loáng hoặc trên chiếc xe Honda. Hình ảnh này thật là hạnh phúc, nhưng lòng dạ họ đang khổ, nào ai biết. Một người nghèo nói: tôi nghèo, không có cơm ăn áo mặc, tôi quá khổ. Nhưng người giàu có lại nói: tôi có tiền, có bạc, tôi lại càng khổ hơn nữa. Tôi ngủ không yên, sợ trộm cắp. Đó là mọi thứ khổ đau, ưu não của cuộc đời. Ở gần nhau, con gà, con vịt, con chó, con heo qua lại đã xảy ra những trận gây gổ, làm náo loạn cả xóm làng. Con cái chơi giỡn với nhau, vì binh con đã xảy ra chuyện lớn. Kẻ đi tù, người nằm nhà thương, còn hai gia đình thì hận nhau mãi. Chuyện nhỏ mọn lặt vặt đó đã khiến cho đời người bất an, bất toại nguyện. Nhìn lại, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không, không có một vật gì trói buộc, không có một hoàn cảnh nào làm dao động tâm. Tâm hồn rộng lớn như đất trời, bao dung tất cả mọi thứ, dơ xấu bất tịnh cũng chẳng buồn, tốt đẹp quý báu như vàng bạc ngọc ngà cũng chẳng mừng vui. Bởi vậy, thật khó cho những người còn sống ở trong gia đình không thể thực hiện sống theo pháp hạnh đầy đủ hoàn toàn, trắng bạch như vỏ ốc của những người xuất gia. Đem so sánh giữa hai đời sống thế gian và xuất thế gian. Đời sống thế gian suốt đời nô lệ cho vật chất. Đời sống xuất thế gian hoàn toàn cởi bỏ ách nô lệ vật chất. Vì thế nên không còn một vật gì hết, chỉ còn ba y một bát, tối ngủ yên giấc, không sợ trộm cắp gì cả, không sợ hư hao gì hết. Bởi vì còn có gì nữa đâu mà hư hao, nhà cửa cũng không, gia đình cũng không, lấy gì mà sợ vợ đói, con khát. Cuộc sống người xuất gia là như vậy, nên tâm hồn an vui thanh thản và hoàn toàn hạnh phúc. Tâm hồn trong trắng như vỏ ốc, không có vật gì làm hoen ố, ác pháp không làm dao động được tâm. Họ sống độc cư, độc bộ, độc hành, nhưng lại biết hòa mình trong mọi cuộc sống của người khác, bằng đức nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng. Từ chiếc áo của người cư sĩ, chúng ta đem so sánh với chiếc áo của người xuất gia, ta nhận xét người cư sĩ tu theo đạo Phật hoàn toàn khó giải thoát như người xuất gia, chỉ giải quyết được cuộc sống bằng thiện pháp và không thể thực hiện được sự làm chủ sống chết bằng thiền định. Khi quán triệt cuộc sống đời và đạo, ta mới thấu rõ người tu sĩ đạo Phật không thể sống theo dục lạc thế gian, không thể sống có vật chất tài sản được, phải xa lìa viễn ly tất cả, buông bỏ xuống hết, không chùa to tháp lớn, không tivi tủ lạnh, không xe hơi xe cúp, không điện thoại di động, vân vân. Sống đời thiểu dục tri túc, ba y một bát, hằng ngày sống một bữa ăn, không ăn uống lặt vặt phi thời, đi khất thực nuôi thân chẳng sơ với ai, chẳng tiền chẳng bạc, chẳng danh chẳng lợi. Ai hỏi đạo thì chỉ thẳng, chẳng nói, chẳng dạy điều mê tín gạt người. Vì thế cuộc sống đời và cuộc sống đạo không thể giống nhau được, giống nhau thì không phải đạo. Ở đây
Trong tu viện có tu sĩ và cũng có cư sĩ, nam có, nữ có. Nhưng sự cân nhắc tu hành quả thật chỉ có buông bỏ, mà quý vị chưa hoàn toàn buông bỏ sạch. Chúng tôi biết rất rõ quý vị nghe chúng tôi giảng để hiểu biết, chứ sự thật tu hành để giải thoát cảnh trần lao đau khổ thì quý vị không đủ ý chí cương quyết và khả năng hành trì được. Người có tâm đi tìm sự giải thoát thì phải gan dạ, gọt bỏ râu tóc, mặc y áo xấu xa, cắt đứt dây mơ rễ má tình cảm với gia đình, cha mẹ, anh em, chị em ruột thịt, vợ con và người thân quyến thuộc. Lại còn phải bỏ tất cả tài sản của cải châu báu vàng bạc. Có đoạn dứt được như vậy thì con đường thiền định của đạo Phật mới tu tập được. Có tu tập được thiền định, tứ thánh hiện tại an lạc trú định, thì mới làm chủ được sự sống chết, mới tịnh chỉ được các hành trong thân. Sự tu hành này nó không đơn giản, mà phải tu tập hết sức. Các thầy phải tự suy nghĩ, các hành đang hoạt động trong thân của chúng ta như tim đập, gan, phèo, phổi, thần kinh đang hoạt động không ngừng nghỉ, hơi thở đang ra vô tự động, da đang bài tiết. Tất cả những sinh hoạt này đang tạo ra một sức sống cho thân mạng chúng ta. Thế mà tu tập bốn thánh định, chúng ta điều khiển làm cho nó ngưng hoạt động, thì đây không phải là một việc dễ làm. Nếu tâm của chúng ta chưa thanh tịnh, chưa ly dục ly ác pháp, còn thương, còn ghét, còn giận, còn hờn, còn tham muốn vật này, vật khác, chưa đoạn lìa tình cảm thế gian, thì chắc chắn quý thầy không thể thực hiện được, không thể làm chuyện vĩ đại này được. Giáo lý của Đức Phật đã vạch ra con đường tu hành rất rõ ràng. Lấy nhân quả làm nòng cốt đối tượng cho sự tu tập. Vì thế, thay đổi nghề nghiệp ác là hành động đầu tiên trao dồi thân tâm thiện, chánh nghiệp. Kế đến, chúng ta lần lượt tu tập những hạnh bố thí cúng dường để xả bỏ lòng ích kỷ, hẹp hòi, để xa lìa lòng ham muốn nhiều của mình và hàng ngày còn trao dồi đức nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng trong mỗi đối tượng, mỗi hoàn cảnh, mọi sự việc. Chính những sự tu tập này đã mang đến cho quý vị và gia đình một sự an vui hạnh phúc tuyệt vời. Người cư sĩ chỉ cần tu tập bấy nhiêu đây cũng đủ đem lại một cuộc sống an lành hạnh phúc mà hầu hết mọi người trên thế gian này đều mơ ước. Chỉ có những người chưa biết an Phật thì con đường tu tập này không phù hợp. Nếu không có đạo Phật chỉ đường vạch lối giải thoát cho loài người, thì loài người đi tìm hạnh phúc trong ảo tưởng, đó chỉ là một giấc mơ đẹp mà thôi. Ở đây, chúng tôi xin lưu ý các bạn, đời và đạo không thể đi chung nhau một đường, mà hai nẻo rõ ràng. Đời là đau khổ, đạo là giải thoát. Đời thì ôm vào tất cả, đạo thì buông ra chẳng còn một vật. Vì thế mà các bạn quan sát biết rõ người tu đúng và người tu sai. Người nào tu theo đúng chánh pháp của đạo Phật, người nào tu sai lạc vào tà pháp của ngoại đạo, thì các bạn không còn lầm người. Đó là đạo và đời đã xác định rõ như vậy. Niệm Phật gặp dữ quá lành. Lại qua đi một năm, chồng của A Kiều là ông Trần có một đêm trong mộng nhìn thấy một cảnh giới. Có một ông già để râu trắng dài dẫn ông ta đi đường. Đi được rất lâu, rất xa, đến một địa phương lạ ở trong một cánh đồng quan. Bốn bề không có một người, chỉ có một cái hòm gỗ dài. Ông già kia nói: "Ông Trần, ông phải ngã ở đó."
ông Trần nghĩ ngã vào trong cái hộm đó tức là tiêu đời rồi. Trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi nổi lên, liền chắp tay lại to tiếng niệm liên tiếp Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm chưa được vài chục tiếng, bỗng nhiên có một người con gái ở trong làng khoảng 17-18 tuổi đi đến, dùng tay chỉ tôi nói: "Ông mau đi về đi thôi." Vừa tỉnh dậy, thì ra là một giấc mộng Nam Kha. Sáng sớm thức dậy, liền nói với vợ ông ta A Kiều: "Giấc mộng dữ tối qua, may mà ở trong mộng biết niệm Phật, nếu không thì không biết sẽ ra sao." A Kiều tức khắc đến trước bàn Phật thắp hương đốt đèn cầu nguyện Phật Bồ Tát từ bi gia bị, khiến cho việc lớn quá thành việc nhỏ quá thành không. Ông Trần lúc đó đang bao thầu xây dựng một tòa lầu 3 tầng, công trình đã sắp hoàn thành rồi. Sáng sớm hôm đó sau khi ăn cơm xong, do vì ảnh hưởng nỗi sợ hãi giấc mộng giữa đêm qua, trong lòng rầu rĩ không vui, liền đến hiện trường công sự. Vừa nghĩ muốn lên tầng lầu 3 để xem xét, bỗng nhiên có một công nhân đi đến nói với ông Trần: "Ông không cần phải lên, để tôi đi xem được rồi." Vị công nhân này liền bước lên cái giá cây của cây cầu thang. Ông Trần vẫn đứng ngay chỗ cũ, tay thò vào trong túi lấy ra một điếu thuốc thơm. Lúc đang đánh lửa, bỗng nhiên nghe rầm một tiếng. Vừa nhìn thì ra là vị công nhân vừa mới thay mình đi lên tầng lầu 3, mới hơi không đề phòng chân đạp lệch, từ trên lầu té xuống ngã trên đất. Lúc đó điếu thuốc thơm của ông Trần còn chưa hút, giật mình hết hồn, lập tức bước đến đỡ dậy thì đã bất tỉnh nhân sự rồi. Ông Trần ôm anh ta ra mướn một chiếc taxi đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng vì bị thương nặng chấn thương sọ não đã dứt thở trong xe. Đến bệnh viện đã về trời rồi. Ông Trần lo đám tang cho anh ta rất là long trọng xong, rồi lại cấp mấy vạn đồng cho trong gia quyến, mới kết thúc viên mãn. Ông Trần trải qua lần tai họa này có thể nói là phá tài quá giận, hao tài mà qua được giận hạn. Nhưng từ ngày bị một phen quản día quá sức đó trở đi, dường như ba hồn bảy vía không còn ở trong thân nữa, tinh thần không thoải mái, chẳng thiết gì đến ăn uống. Vợ ông ta là A Kiều rất là lo lắng, liền đi hỏi thăm ý kiến sư tỷ Kim Chi, đem những việc trên kể cho sư tỷ nghe. Sư tỷ Kim Chi liền bảo cô ta dùng một ly nước sôi ở trước Phật sau khi thành cẩn tụng bảy biến chú đại bi rồi cho ông ta uống. Nếu hiệu nghiệm thì là rất may mắn, nếu không hiệu nghiệm thì phải mau đi bệnh viện khám. A Kiều đi theo cách của sư tỷ Kim Chi, rất là cung kính nhất tâm tụng bảy biến chú đại bi xong cho chồng cô ta uống. Thật là linh nghiệm dị thường, nước vào thì bệnh dứt, tinh thần của chồng cô ta dần dần hồi phục như cũ, không cần thuốc mà khỏi bệnh. Truyền kể đến đây, chắc có người sanh nghi vấn: Phật Bồ Tát là bậc đại từ đại bi, tại sao chỉ cứu có một người? Cái chết của anh công nhân đáng thương kia lại không ra tay cứu. Mọi người chúng ta nên biết, tâm có thể tạo nghiệp, tâm có thể chuyển nghiệp. Ông Trần nhờ sự quân tập niệm Phật của vợ mà trong tàng thức đã gieo được hạt giống kim cang A-di-đà Phật, cho nên những cái tốt xấu chưa đến mà đã có điềm trước. Trong giấc mộng đêm đó, một ông già dẫn ông ta đi đến cảnh giới khác, bảo ông ta chung vào trong cái hòm. May mà hạt giống Phật A-di-đà trong tàng thức của ông ta phát khởi hiện hành, bỗng nhiên khiến ông ta chắp tay lại niệm Phật. Đây là gặp dữ quá lành, tiêu tai giải nạn, việc lớn quá thành việc nhỏ quá không. Đến như anh công nhân kia, không phải là Phật Bồ Tát không cứu anh ta, do vì phàm phu đều là nhận giả làm chân, lấy khổ làm vui, cứ hưởng thụ những cái trước mắt, suốt ngày mê hoặc điên đảo, chẳng kể gì việc tốt xấu đến. Phật Bồ Tát có chỉ điểm như thế nào thì cũng vẫn cứ mơ mơ hồ hồ. Như thế làm sao có thể chấp tay xưng niệm thánh hiệu của Phật Bồ Tát được? Không biết niệm Phật thì không có thể chuyển nghiệp. Lúc sắp đến thành của vua Diêm La báo hiện diện thì phải đi thôi. Tục ngữ có câu:
Diêm Vương chỉ định canh ba chết thì không cho lưu đến canh năm. Như thế có thể suy ra cái chết của người công nhân kia cũng không ngoại lệ. Đây là định nghiệp không thể chuyển. Có lẽ vẫn còn có người sanh nghi vấn: tại sao ông Trần mấy năm trước, lúc bao thầu công sự xây dựng, nhờ Phật Bồ Tát cảm ứng đã không bị lỗ vốn lại vẫn được bình an, lần này lại tổn thất quá nhiều và bị một phen nguy hiểm sợ hãi, Phật Bồ Tát sao không gia bị? Nên biết phàm người tu hành lúc mới phát tâm phần nhiều rất thành khẩn, nhưng qua một thời gian, hoàn cảnh thay đổi đều là tùy theo nhân quả thuận cảnh, nghịch cảnh của mỗi người tự làm thì tự chịu. Lúc đó, vợ chồng của A Kiều, cả đứa con, cả nhà là sơ phát tâm, dùng lòng chí thành, ngày đêm do gì thành kính thận khiết xưng niệm. Về sau, lần này như thế là do vì đời người tai nạn, nghịch cảnh phiền não nhiều. Những tai nạn, nghịch cảnh phiền não này luôn hiện ra trước mắt, giống như cái tai họa đột nhiên này. Ông Trần mặc dù có bị kinh sợ, hao của, vẫn là từ trọng báo chuyển thành khinh báo, cũng là cái may lớn trong cái xui xẻo. Trong sâu xa vẫn có Phật Bồ Tát ngầm phò hộ. Chuyện thứ 38: con mèo đòi nợ, yêu cầu siêu độ. Phàm người khi mạng sắp long chung, ngoài con đường thánh ở Tây Phương ra, thì nếu không vào được cõi trời hay loài người, thì cũng ắt vào các đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Quyến thuộc của người mạng chung, nếu có thể giúp cho họ niệm Phật, đó là đưa thần thức của họ vãng sanh vào đường thánh Tây Phương, mãi mãi thoát ly được biển khổ sanh tử. Nhưng cái ngày sắp mạng chung, giống như ngày 30 tháng Chạp, những oan nghiệp đời trước, các chủ nợ đều đến, đâu có chịu cho anh đi dễ dàng. Nợ đã tính chưa xong, lâm chung làm sao để cho anh tiêu dao tự tại. Trong khoảnh sát na này, thì phần lớn trách nhiệm ở nơi quyến thuộc và những người trợ niệm. Cho nên, người niệm Phật tu hành nhất thiết không nên ỷ vào mình tu hành nhiều năm, công phu rất tốt, các thứ công đức bố thí vân vân nhiều. Ngoài các bậc hành giả thật sự nắm chắc được việc tự tại, muốn đi thì đi, còn lại, lúc sắp mạng chung vẫn phải lấy trợ niệm làm quan trọng. Bây giờ, đơn cử một vị liên hữu vào tháng trước vãng sanh để chứng minh. Vị liên hữu Hồng Hoàng, trưởng ban của ban 48 nguyện, kim ban trưởng của ban thí tài ở liên xã Đài Trung, năm nay 62 tuổi. Trong 20 năm gần gũi đồng tu với ân sư Bính Công, có thể nói là người có phước báo nhất, thành khẩn nhất, phát tâm lớn nhất, không có ai là sánh được với bà. Phước báo của bà ta là gia đình thanh nhàn nhất, con cái, dâu rể, cháu ngoại đều hiếu thuận, cả nhà tin Phật, niệm Phật và của cải dư giả, bố thí từ nào đến giờ không có lẫn tiếc. Cho nên sư phụ cho bà ta làm ban trưởng ban thí tài. Lòng thành khẩn đối với việc tin Phật của bà là mỗi khi sư phụ giảng kinh hoặc mở hội vân vân thì bà đều đi đủ, không có mưa gió gì có thể cản trở. Chẳng những tự tu tự lợi như thế mà còn tâm tâm niệm niệm luôn nghĩ đến việc lợi tha. Tôi thường khen ngợi Hồng Hoàng với mọi người: hạng mà khó độ nhất là bà con trong gia đình và những người hàng xóm. Nhưng mà Hồng Hoàng thì sao? Thật có thể nói bà là bậc bi trí song vận, nghĩa là bi trí đầy đủ, phương tiện khéo léo. Không những trong gia đình, bà con, đồng chí, đồng đạo, ngay đến bà con hàng xóm xa gần, cả đến trong những ngõ hẻm ngóc ngách, hầu như nhà nào cũng đều phụng thờ tượng Tây Phương Tam Thánh, có thể độ được cả một con hẻm đều tin Phật, thật là hiếm thấy. Đây đều là cái thành quả phát Bồ Đề Tâm của bà. Chẳng những như thế, bà lại còn đảm nhiệm làm cán sự hội phụ nữ khu Bắc thành phố Đài Trung, đã từng khuyên giúp mười mấy gia đình bất hòa. Năm đó có cặp vợ chồng trẻ, cảm tình sắp bị tan vỡ. Lúc chồng vợ con cái sắp chia tay thì nhờ biện tài vô ngại của bà khuyên bảo, gia đình trở lại tốt đẹp, và tốt hơn nữa là đều quy y Tam Bảo.
Cho nên ai cũng đều khen ngợi hoàn cảnh gia đình của sư tỷ Hồng Hoàng là tốt đẹp. Cùng với tinh thần từ bi, ưa xả thí của bà, trong đời có thể nói là thập toàn thập mỹ, tức 10 phân vẹn 10. Tuy nhiên, trong cái đẹp có cái khiếm khuyết. Cái khiếm khuyết của sư tỷ Hồng Hoàng là vào năm ngoái bỗng nhiên bị bệnh ruột dư, đã đi bệnh viện khoa ngoại mổ một lần. Đến trung tuần tháng 2 năm nay, bệnh biến đổi nặng. Đã qua đông tây y dược liệu, vẫn không có hiệu quả. Lúc bệnh nặng, đã từng có thỉnh thầy Bính Công đến khai thị. Thầy thấy bà uống thuốc an thần, mơ mơ hồ hồ, liền dặn con gái của bà: về sau nhất thiết không nên tiếp tục cho bà uống thuốc an thần nữa. Lúc trợ niệm, tinh thần sẽ mơ mơ hồ hồ như thế, thần thức sẽ không thể vãng sanh Tây Phương được. Đến 3 giờ buổi chiều ngày 17, tôi nhận được điện thoại của con gái của bà, nói là mẹ của cô đã hôn mê bất tỉnh nhân sự. Tôi lập tức cùng với sư tỷ Ngọc Trinh và mấy người nữa đi đến trợ niệm. Lúc đó mọi người chúng tôi đều thấy bà ta hổn hển thở gấp, không còn biết gì. Hai tay giở lên buông xuống liên tục, bộ dạng như đang muốn đẩy cái gì. Chúng tôi liên tục niệm Phật, niệm đến khoảng hơn 5 giờ, thì hơi thở gấp của bà đã từ từ ổn định lại. Hai tay cũng không còn giơ lên giơ xuống nữa, dần dần tỉnh táo trở lại, và đã có thể nói chuyện được rồi. Bà nói với chúng tôi: sư tỷ, cảm ơn các sư tỷ nhiều. Được rồi, các sư tỷ nghỉ đi. Tôi nói bà ta nên tĩnh tâm nhớ Phật, không nên nói chuyện nhiều. Lúc đó đã 6 giờ, tôi liền dặn dò con cái của bà rằng: nếu như lúc nửa đêm khuya khoắt nguy hiểm, các con cháu mọi người đều phải cố gắng niệm Phật, nhưng nhất định phải đồng thanh, không nên có người thì niệm A, có người thì niệm Đà, có người thì niệm Di, trước sau lộn xộn, như thế làm nhiễu loạn nhĩ căn của người sắp mạng chung. Sau khi tôi dặn dò xong, liền cùng các liên hữu ai về nhà nấy. Đến sáng ngày hôm sau, nhớ nghĩ người bạn tri âm sắp từ biệt cõi đời, không khỏi ngậm ngùi nhớ tiếc, tức khắc chạy đi xem coi tối qua như thế nào. Lúc tôi mới vào cửa, A Hoàng nghe được tiếng tôi liền lớn tiếng kêu lên: sư tỷ kháng trị lại đây, lại đây. Tôi liền ngồi trên mép giường của bà. Bà nói với tôi: chiều hôm qua may là có các sư tỷ niệm Phật cho tôi. Do vì lúc đó dường như đang bị cái chụp mũi đen đè cứng. Cái chụp đó nặng có mấy ngàn ký, đè đến nỗi tôi không thở nổi, chỉ còn có hai tay còn tự do, nên hai tay giơ lên giơ xuống muốn đẩy nó ra, nhưng lại đẩy không nổi. Tôi hỏi bà ta: tại sao chị không niệm A Di Đà Phật? Bà nói: khắp mình bị đè thở không ra hơi, không những miệng niệm không ra, ngay cả trong tâm cũng không niệm được. May mà còn có thể nghe được tiếng niệm Phật của các chị, tiếng vừa to vừa rõ ràng. Cái chụp mũi đen đó dần dần biến mất, tôi mới cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, từ từ tỉnh lại. Hồng Hoàng lại nói: sư tỷ kháng trị à, tôi hôm qua lại còn nhìn thấy một cảnh giới nữa, kể ra rất dài. Tôi hỏi bà muốn nói cái gì. Bà nói: tối qua khoảng 2 giờ, tôi nhìn thấy có một đứa bé khoảng chưa đầy 8 tuổi, mặc đồ trắng hiện ra trong phòng tôi. Tôi hỏi nó: mày là ăn trộm đến trộm đồ phải không? Thằng nhỏ liền phủ nhận: không phải, không phải. Tôi hỏi tiếp nó: vậy mày ở đâu đến đây, đến làm cái gì? Nó nói: tôi từ lục đạo luân hồi đến, muốn đến đòi nợ bà, tính sổ với bà. Tôi nói: ta làm người thanh bạch, chưa từng thiếu nợ của người nào. Thằng nhỏ đó lại nói: không phải đời này mà là nợ đời trước, do vì bà đời trước ở Đài Bắc làm người hiếu sát, đã giết 40 con mèo rồi đều vứt bỏ xuống sông Cô Long tên cũ. Không tin bà đi kiểm tra lại thì biết, tôi là một con trong số đó. Do vậy sau khi bà giết chết tôi rồi, bà vẫn cứ ném vào trong sông
tôi rớt xuống bên bờ. Có một người họ Hứa cứu tôi, nhưng tôi đã không thể sống tiếp, nên đã dùng một sợi dây cột tôi lại, treo lên trên cây. Tôi nhờ tinh hoa của mặt trời mặt trăng cho nên có thể được hình người này. Nhưng còn 39 anh chị em của tôi vẫn còn hình dáng mèo chịu khổ ở nơi đó. Tôi đến đây là muốn bà siêu độ cho bầy mèo anh chị em của tôi thoát khổ. Tôi vội vàng nói, được, được, liên xã chúng tôi trong tháng sắp cúng tế tổ, thuận tiện sẽ siêu độ luôn cho các người. Đứa bé đó lại nói, không được, không được, nhất định phải làm hai cái giỏ tre đi đựng 39 con mèo kia. Chính bà tụng kinh siêu độ tại nhà bà. Tôi liền nhận lời, sáng hôm nay kêu canh thân viết thư cho một người bà con ở Đài Bắc hỏi thăm rồi. Qua 3 ngày, người bà con ở Đài Bắc gửi thơ hồi âm, nói: trước đây rất lâu, ở Đài Bắc thật có con sông này. Việc này của Hồng Hoàng không những nói với tôi, còn nói với rất nhiều liên hữu nữa. Bà liền thỉnh cư sĩ Triệu Đàm Thuyên, Vương Thanh Hán, mười mấy vị liên hữu đến nhà bà tụng kinh địa tạng. Tụng kinh sám 3 ngày để siêu độ cho 40 con mèo kia. Buổi tối ngày cuối cùng lại làm một nhà phổ thí, tức thí khắp, để mở hết những oan kết cho bà. Đến sáng sớm, mồng 5 tháng 3 âm lịch, có người gọi điện thoại đến nói Hồng Hoàng sắp vãng sanh rồi, hiện chỉ còn thở thoi thóp. Tôi liền lại cùng với sư tỷ Ngọc Trinh và mấy vị đến nhà bà niệm Phật. Niệm được hơn một giờ thì Tố Cầm, con gái của bà, nói với tôi: sư tỷ, má con bắt đầu từ đêm qua chỉ còn một hơi thở mong manh như thế, đến bây giờ vẫn chưa được vãng sanh. Má con trước đây từng có dặn dò con, cần phải trước khi vãng sanh trước nên thay đồ giùm cho bà. Không biết phải hay không là chưa thay đồ nên không chịu vãng sanh. Sư tỷ, bây giờ thay đồ cho má con được không? Tôi nói, không được, không được. Bây giờ đọc dời bà, e rằng gây cho bà ta phiền não thì không được vãng sanh. Thế là lại niệm hơn nửa tiếng đồng hồ, vẫn cứ như thế. Tôi nghĩ có lẽ bà ta thật sự chấp phải thay đồ trước, liền kêu mọi người tạm ngừng niệm Phật. Tôi đến bên tai của bà lớn tiếng nói, sư tỷ A Hoàng, chị niệm Phật 20 năm, tâm tâm niệm niệm đều là muốn vãng sanh Tây Phương. Chị đã hiểu thế giới ta bà này là giả, là khổ, đời người ở đời trong mấy chục năm, mỗi con người cuối cùng đều phải chết, chỉ là trước sau mà thôi. Thế giới cực lạc mới là quê nhà an ổn của chúng ta, Phật A-di-đà là cha lành của chúng ta. Sắp đến tiếp dẫn chị phải buông bỏ hết vạn duyên, nhất tâm niệm Phật. Mọi người chúng tôi sẽ tiếp tục giúp chị niệm Phật, đưa chị vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Sau này chị còn phải thừa nguyện lực trở lại quảng độ chúng sanh. A Hoàng, chị phải buông bỏ tất cả. Chúng tôi thỉnh Phật A Di Đà đến tiếp dẫn chị. Chị phải niệm Phật theo đại chúng. Thật là không thể nghĩ bàn. Mọi người đều nhìn thấy lúc tôi nói chuyện với bà, mắt của bà mở ra, đầu thì gật không ngớt, bày tỏ dáng điệu rất hài lòng. Chúng tôi bèn niệm tiếp được 5 phút, bà liền mỉm cười ra đi. Lúc đó là 11 giờ trưa ngày mùng 5 tháng 3. Sau khi bà dứt thở, chúng tôi lại còn niệm 8 giờ nữa mới để cho con cháu bà tắm rửa, thay đổi y phục và lo đám tang. Từ chuyện đơn cử có thật trên đây, chúng ta thấy trước khi Hồng Liên Hữu lâm chung, nhìn thấy một cái chục đen nặng cả ngàn ký đè bà ta đến nỗi đau khổ vô cùng, tự mình không cách gì đẩy ra được. Nếu như không có các vị liên hữu bên mình bà niệm Phật cho bà, thì làm sao có thể hồi dương được hơn 10 ngày. Dùng Phật Pháp làm những công đức giải oan thích kết, tức mở bỏ những oan trái cho những con mèo nhỏ kia, mà những oan hồn kia biết Hồng Liên Hữu thường ngày niệm Phật sẽ sanh Tây Phương, thì món oan trái này sẽ không còn cách gì đòi cho được. Bèn hiện thân ra đứa nhỏ, thẳng thắn nói ra đoạn oan nghiệp bị giết hại đời trước, yêu cầu tụng kinh siêu độ cho chúng thoát khổ,
có thể nhìn thấy nhân quả đáng sợ, rất nguy hiểm biết bao. Tôi viết đến đây, tự nhiên lông tóc dựng ngược, cảm thán mãi. Thật là thân này không lo tu ngay trong đời này, còn đợi đến đời nào mới độ được thân này. Câu chuyện thứ 39. Cháu gái nói chuyện phạm lỗi với ma quỷ, nhờ niệm Phật giải quán. 7 năm trước, lúc tôi đang giảng kinh Di Đà ở nhà ban trưởng Lý Thủy Cẩm, ban Kim Cương ở đường Nam Kinh, lúc đó có vị thính chúng rất thành khẩn, họ Dương tên Khuyến, hơn 30 tuổi. Cô ta rất giỏi làm ăn, đã từng kết hôn. Do vì hai vợ chồng trẻ cá tính không hợp nên chia tay nhau. Nhưng cô Khuyến này là người rất biết giữ đạo của người phụ nữ. Cho nên, sau khi hai ông bà già chồng qua đời, mặc dù đã ly hôn với chồng, cô Khuyến vào tiết Thanh Minh hàng năm vẫn về nhà mình ở Lộc Cảng sắm sửa những đồ bánh lễ, rượu, đồ tế, vân vân, đi đến mộ của cha mẹ chồng cúng bái. 7 năm trước, cô Khuyến còn là tín đồ Phật giáo sơ cơ, đến tiết Thanh Minh vẫn về cố hương sắm sửa rất nhiều đồ, rồi cùng đứa cháu gái và mấy đứa bé hàng xóm đến cái mã quan đó cúng vái cha mẹ chồng có duyên mà không nợ. Cô ta đang phủ phục lại và nhớ lại ngày trước, bỗng nhiên nghe đứa cháu gái 10 tuổi đứng bên mộ bia kêu lên: "Cô ơi, hôm nay cô đi cúng mộ cúng sai rồi. Chúng ta là họ Dương, còn cái mộ này họ Hứa, không đúng rồi. Cô ơi, chúng ta về nhà đi, về sau không cần phải lại đây cúng bái mộ của họ Hứa này nữa." Do vì cháu bé này nhìn thấy họ ở bia đá trên mộ, không biết nội tình, tôi hỏi cô Khuyến: "Cô có giải thích cho nó không?" Cô Khuyến nói: "Đối với con nít làm sao nói những chuyện quá khứ như thế này?" Tôi liền chia bánh trái cho đám mục đồng, thôn nữ mang rượu thức ăn, đồ tế về chia cho mấy đứa nhỏ đi theo ăn. Tôi thì đi vội về Đại Trung. Sau khi cô Khuyến về Đại Trung 12 giờ đêm đó, người em trai ở Lộc Cảng đột nhiên vội vã đến, rất lo lắng hỏi rằng: "Chị à, chị hôm nay dẫn cháu đi đến mộ, có làm cái gì không đúng không? Tại sao ăn cơm tối xong, em đang viết bài, bỗng nhiên cháu nó kêu to đau đớn lên, cứ nói: ba ơi, có rất nhiều quỷ từ ngoài cửa sổ vào, đều vươn dài tay ra muốn bắt con đi. Họ mắng con hay xía vô chuyện người ta, biểu người ta sau này đừng đi cúng bái nữa. Ba má ơi, con sợ quá." Em trai cô lại nói: "Chẳng những như thế mà lại còn phát sốt cao nữa, cho nên cả nhà cơ em nhanh chóng đến hỏi chị. Hôm nay ra mã, rốt cuộc là chuyện như thế nào vậy?" Cô Khuyến liền đem việc ở mã nói với em trai. Cô ta nói: "Có lẽ là những hồn quỷ bị nói là không phải nhà họ của mình đó. Sáng ngày mai chị nhờ các vị liên hữu đi tụng kinh siêu độ là được rồi." Qua sáng hôm sau, cô Khuyến liền đến nhà ban trưởng nói với Lý Thủy Cẩm rằng: "Hôm qua cúng mộ, đứa cháu gái không biết nên nói những lời có lỗi với người chết, tối hôm qua liền đến gây chuyện, làm cho thằng em của tôi ngay đêm hôm đó đến tìm tôi. Hôm nay đến đây thỉnh cầu ban trưởng nghĩ cách giùm." Ban trưởng Lý Thủy Cẩm thật từ bi, liền cùng phó ban trưởng Lâm Ngọc Kính, luôn cả cô Khuyến, ba người đi đến Lộc Cảng tụng một quyển kinh Di Đà, 21 biến chú giảng sanh và chú đại bi tâm kinh vân vân cho con bé, tiêu tai giải nạn cho nó, và cho nó uống nước chú đại bi, lại bảo cả nhà niệm A Di Đà Phật nhiều vào. Thật là không thể nghĩ bàn, nhiệt độ của con bé hạ dần, bình an vô sự như thường. Cô Khuyến từ đó cảm thấy Phật pháp vô biên, càng phát tín tâm sâu chắc, tinh tấn hơn gấp bội. Tháng 2 năm ngoái, lúc liên xã mở cuộc họp nhỏ, cô Khuyến đứng dậy xin hỏi sư phụ Bính Công. Cô nói: "Con trước kia chưa tin Phật, trong nhà có cúng một tượng Dương Gia Công, em gái con cũng là một miếng kim bài nặng 3 tiền đeo trên ngực của tượng thần. Bây giờ con đã là đệ tử Tam Bảo, con muốn thỉnh tượng Dương Gia Công đó đưa đến miếu thần và lấy miếng kim bài đó ra đem đi bán, rồi lấy số tiền bán được khắc một tượng Địa Tạng Bồ Tát.
em gái con đã đồng ý. Xin hỏi sư phụ có được hay không? Sư phụ đáp rằng: được, nhưng tượng Địa Tạng Bồ Tát này phải viết rõ là Dương Gia Công cúng hiến, bởi vì miếng kim bài của em gái cô đã dâng cho Dương Gia Công rồi. Kim bài là vật sở hữu thuộc về Dương Gia Công, nếu làm như lời ta nói thì không có lỗi. Do đây có thể thấy, cô Khuyến bây giờ đã là một tín đồ Phật giáo chánh tín vậy. Chuyện thứ 40. Việc sanh tử của ai, tự người đó giải quyết. Lại nói cô Khuyến vào một buổi sáng chủ nhật tháng trước đến liên xã nói với tôi rằng: sư tỷ kháng trị, nhất định phải học biết khóa tụng, tụng kinh niệm Phật, tụng chú vãng sanh của hai thời khóa sớm tối, để một khi tai nạn đến thì tự mình biết niệm mới có thể tự cứu. Cô ta lại nói: do vì hai tháng trước tôi ở Chương Hóa có một người ông bà con, nửa năm trước bị mắc một chứng bệnh. Theo lời bác sĩ ở một bệnh viện lớn ở Đài Bắc, nói là bị ung thư đường ruột, đã từng mổ ở một bệnh viện lớn. Theo bác sĩ nói, ruột già của ông ta như vảy cá, không thể cắt bỏ. Kêu con trai của ông nhanh chóng đưa ông về nhà, muốn ăn thứ gì thì mua cho ông ăn là tốt rồi. Tôi nghe nói ông mắc chứng bệnh bất trị, liền đi đến Chương Hóa thăm ông. Đến gặp bà nói với tôi: ông của con đã có dặn, lúc ông sắp lâm chung cần phải trợ niệm 8 tiếng đồng hồ cho ông ta, không được khóc. Đám tang phải làm chay, toàn bộ phải làm theo nghi thức Phật giáo. Tôi nói: mọi người ở đây chưa từng thấy qua người ta trợ niệm, làm sao mà biết trợ niệm? Nếu như lúc cần hộ niệm, bà gọi điện thoại cho con ở Đài Trung mời thêm mấy vị liên hữu đến trợ niệm giúp cho bà. Vào đầu tuần tháng 2, tôi nhận được điện thoại của bà tôi ở Chương Hóa, nói ông sắp vãng sanh rồi. Tôi vội vàng đi mời hai vị liên hữu nữa cùng tôi đến Chương Hóa, thì chỉ thấy ông ngồi dựa trên ghế giữa nhà khách, đã hôn mê không còn biết gì, khắp mình mồ hôi nhễ nhại, hơi thở khó khăn. Tôi liền cùng hai vị liên hữu bắt đầu niệm thánh hiệu A-di-đà Phật. Một điều khiến cho người ta yên lòng nhất là cả nhà, con gái, con trai, các cháu đều vây quanh lại đồng thanh niệm Phật. Niệm đến trưa thì ông tỉnh táo trở lại, liền nói với mọi người rằng: vừa rồi có rất nhiều hung thần ác quỷ muốn bắt tôi đi, nhưng pháp lực của Phật A-di-đà chúng ta vô biên, bây giờ đã đi hết rồi. Tôi muốn vào phòng yên nghỉ một chút. Cô Khuyến thấy ông ta nói chuyện đã như người bình thường rồi, liền dẫn hai vị liên hữu cùng đến, đi ra quán chay gần đó ăn cơm trưa, sau đó mua hai vé xe đưa họ về Đài Trung trước. Cô Khuyến do vì buổi chiều lại đến nhà người bà con thăm ông nên không cùng hai vị liên hữu cùng về. Cô Khuyến lại có một bà dì ở cửa Nam, liền trước đến bà dì, nói ý muốn nghỉ một chút. Bà dì đương nhiên rất hoan nghênh, liền dọn một phòng khách sạch sẽ, yên tĩnh cho cô nghỉ. Cô Khuyến một mình ngồi trên giường, lúc còn chưa nhắm mắt, bỗng nhiên nhìn thấy rất nhiều hung thần ác quỷ đi đến, túm chặt đầu tóc của cô giọng xuống giường túi bụi, cho cô Khuyến đau đến nỗi ngay cả đến niệm Phật cũng niệm không ra tiếng. Đành dùng tâm niệm A-di-đà Phật, tâm niệm không ngừng, bọn ác quỷ kia đương cự không lại mới buông ra chạy đi. Cô Khuyến tỉnh lại, không dám nói với bà gì, vội vã từ biệt. Cũng không có đến nhà người ông bà con nữa, mà đón xe đi thẳng về Đài Trung. Vừa vào đến trong nhà, vội vã đến bàn Phật, đốt đèn thắp hương lên, tụng kinh A-di-đà, lại còn tụng mấy trăm biến chú vãng sanh, rồi lại niệm thánh hiệu A-di-đà Phật. Tụng niệm xong, liền quỳ xuống hồi hướng rằng: bạch Phật A-di-đà, xin Ngài làm chủ cho con. Con hôm nay tụng kinh, chú, niệm Phật, hết thảy xin bố thí cho những hung thần ác quỷ đánh con hồi trưa ở Chương Hóa, khiến cho họ lìa khổ được vui, về sau không còn đến quấy rầy con nữa, và cũng không còn quấy rầy người ông bà con của con nữa. Thật là không thể nghĩ bàn, từ đó về sau, cô Khuyến được bình an vô sự.
người ông bà con cũng lần lần mạnh khỏe lại như thường, đã có thể đi bộ đến chợ gần đó, đi tản bộ hóng mát. Mãi đến ngày 23 tháng 4, 3 giờ đêm, bỗng nhiên dứt thở, nhất thời không kịp mời người đến trợ niệm. Đây chứng minh lúc bình thường không có cái nhân niệm Phật, lúc lâm chung không có được cái duyên trợ niệm, mặc dù mong được người trợ niệm nhưng cũng không thể được. Cho nên nói, ai ăn nấy no, việc sanh tử của ai người đó giải quyết. Độc giả nếu muốn tiêu tội nghiệp cầu vãng sanh thì nhất định phải tự mình niệm Phật cho nhiều, bảo đảm nơi ở được bình an, đi ra đường được vô sự. Đồng thời thân này lúc mạng chung được gặp duyên lành, vãng sanh cực lạc. Câu chuyện thứ 41. Thường niệm Phật được thoát khỏi tai nạn. Một câu A-di-đà Phật giống là thuốc A-già-đà, có thể trị bá bệnh tiêu tai khỏi nạn, thật sự rất tốt. Ở đây lại kể ra một vị niệm Phật thành khẩn được cảm ứng. Nhà vị cư sĩ này ở đường Tam Dân Đài Trung, nguyên quán Phúc Châu, tên là Tôn Phụng Anh, tuổi khoảng hơn 30. Cô ta lúc trẻ ở Đại Lục đã tin Phật, đã trồng căn lành. Lúc kháng chiến thắng lợi, Đài Loan được khôi phục. Sau khi cô ta chuyển về Đài Trung, bắt đầu niệm Phật, do vì là hàng xóm của bà Dạng, đã từng tham gia ban phục hưng của liên xã. Nhưng cô ta cách ban xong tu rất gần, buổi giảng kinh các ngày chủ nhật thường đều tham gia. Có một hôm, cô ta nói với tôi: "Sư tỷ, tôi niệm Phật A-di-đà được cảm ứng như thế, sao mà khuyên người ta niệm Phật, người ta đều chẳng chịu niệm." Tôi hỏi cô ta được cảm ứng như thế nào. Cô ta liền đem một đoạn sự thật 7 năm trước nói với tôi. Cô ta nói: "Vào tháng 7, 7 năm về trước, có một lần bão lớn. Nhà vệ sinh lúc trước của nhà tôi là làm bên một con rạch sau nhà, cách nhà một đoạn. Kế bên nhà vệ sinh có một cây đa lớn từ thời Nhật chiếm cứ để lại. Tôi 9 giờ tối đêm đó ra đi vệ sinh. Lúc bước vào nhà vệ sinh, bên tai liền nghe dường như có người nói với tôi: "Nhanh nhanh đi ra, nguy hiểm, nguy hiểm." Liên tiếp nghe được 3-4 lần như thế, tôi sợ quá chạy ra ngay. U một hơi chạy vào trong nhà bếp, bỗng nhiên nghe một tiếng rầm to như sét đánh. Chỉ thấy cây đa to kia bị gió thổi ngã, ngã xuống đúng ngay nhà vệ sinh. Nếu như nó ngã vào nhà thì thật không biết ra sao. Chồng tôi vừa nhìn thấy nhà vệ sinh bị cây đa ngã đè, liền to tiếng gọi con cái: "Biểu, nhanh nhanh ra cứu má tụi bay, bả đang ở trong nhà vệ sinh kìa, nếu như bị đè thì tiêu rồi." Tôi lúc đó từ nhà bếp ung dung đi ra, vừa cười vừa nói với chồng con rằng: "Tôi ở đây nè, không cần phải lo sợ, do vì Phật A-di-đà kêu bên tai tôi nhanh chóng đi ra, nguy hiểm, nguy hiểm. Thành ra tôi không đi vệ sinh gì cả, liền chạy ra. Vừa chạy đến nhà bếp, cây đa to liền ngã xuống. Nếu như không có Đức Phật A-di-đà đại từ đại bi cứu tôi, e rằng bây giờ tôi đã tan xương nát thịt rồi." Tôi nghe xong truyền cảm ứng của cư sĩ Tôn Phụng Anh, bèn khen và chúc phúc cô ta. Lại hỏi cô ta: "Phương pháp tu hàng ngày của cô như thế nào?" Cô ta nói: "Chồng tôi là một viên chức nghèo, lại có 6 đứa con vừa trai vừa gái, cho nên nhất định phải lượng mức thu mà chi. May được tu theo pháp môn này, không cần phải tốn tiền gì cũng có thể tu được. Tôi hàng ngày sớm tối, ngoài thắp hương lễ Phật 3 lễ ra, lúc giặt đồ cũng niệm Phật, lúc nấu cơm cũng niệm Phật, lúc quét nhà cũng niệm Phật. Tôi cứ như thế luôn luôn niệm trong tâm tôi. Gặp người hàng xóm liền khuyên họ niệm Phật, khuyên họ đi nghe giảng kinh. Đáng tiếc là họ đều không chịu tin, có người còn cho tôi là ngu mê. Cho nên xem họ suốt ngày đều nói chuyện tào lao, luống qua ngày tháng, rất là tội nghiệp cho họ." Tôi liền an ủi cô ta, nói rằng: "Cô dụng công như thế, tâm không rời Phật, cuối cùng nhất định được giải thoát. Đời này không có biện tài độ chúng sanh thì phát nguyện giáng sanh cực lạc. Lúc đầy đủ biện tài rồi
thừa nguyện lực trở lại cứu độ hết thảy chúng sanh. Cư sĩ Tôn Phùng Anh có một hôm lại nói với tôi: "Tôi vào mùa hè năm ngoái cũng từng nhờ Phật gia bị thoát khỏi được tai nạn một lần." Tiếp theo cô ta nói: "Việc xảy ra vào tháng 5 năm ngoái, có một đêm khoảng hơn 2 giờ, ở trên mạch đập của cánh tay trái tôi đang ngủ bỗng nhiên bị con gì cắn một cái, đau thấu tim phổi. Lập tức lớn tiếng kêu đau. Chồng tôi và đứa con lớn thức dậy thì thấy một con trùng lớn đang bò trên cánh tay tôi. Hai cha con liền tóm lấy con trùng to đó dán chặt trên tường. Tôi lúc đó đau muốn chết, chỗ bị cắn dường như có cái gì đó nó chạy khắp người, thẳng lên đau đến trên óc. Có cảm giác như cái đầu phình to lên như cái đấu, nhưng trong lòng rất hiểu cái đau nhức dữ dội đó. Nếu như đau đến trong tim thì bỏ mạng, do vì ngực ngạt đến nỗi thở không nổi. Tôi tự nghĩ nhất định số mạng đã định sống đến đây là hết, e không có cách gì cứu được. Lúc tôi bị cắn thì cảm thấy sanh mạng khó giữ, do vì đau quá tôi liền nhất tâm to tiếng niệm A-di-đà Phật. Mặc dù cái đau đã chạy đến trên óc, cho dù nó chạy đến trong tim, tôi vẫn cứ một mực nhất tâm niệm Phật, hy vọng Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn tôi đi." Lúc đó tôi bèn hỏi cô ta: "Chạy đến trong tim là mất mạng, nhưng cô uống thuốc gì hay chích thuốc gì mà cứu được vậy?" Cô ta đáp: "Đêm hôm khuya khoắt, đi đâu mời thầy thuốc, không có chích cũng không có uống thuốc gì hết. Tôi tự mình một lòng một dạ chỉ muốn giảng sanh Tây Phương, cứ niệm Phật mãi không dứt, niệm đến không còn sợ gì nữa hết. Trong tâm không còn vướng mắc chút gì, chỉ có một câu A-di-đà Phật. Ngay lúc đó, bỗng nhiên thân thể cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu lại. Không những đầu không còn đau, ngực cũng không còn ngạt nữa. Cho đến sáng đã tỉnh táo lại, tinh thần cũng vẫn như cũ, nhưng cũng còn rất mỏi mệt. Hôm sau nằm nghỉ trên giường một ngày thì bình an vô sự." Tôi lại hỏi cô ta: "Con trùng đó nó ra làm sao, bao lớn, tại sao cắn người đau ghê gớm như vậy?" Cô ta nói: "Hiện giờ vẫn còn dính trên vách dài khoảng một thước, có rất nhiều chân." Tôi hỏi cô ta màu gì. Cô ta nói màu đỏ nhạt. Tôi nói: "Đó chẳng phải là con rít sao? Cô thật là có căn lành, gặp lúc nguy cấp còn biết nhất tâm niệm Phật. Nếu không thì bị rít cắn rất là nguy, còn nguy hơn là rắn độc nữa, thường hay gây ra cho người ta đến chết." Hai câu chuyện cảm ứng kỳ dị trên đây là chính miệng Liên Hữu Tôn Phùng Anh nói với tôi. Truyện thứ 42: Cành trúc báo bình an, rớt xuống nước được cứu. Sư tỷ Trần Thường Nga là một người rất thú vị, rất từ bi trong làng lão Liên Hữu chúng tôi. Bà đã có con cháu đầy nhà, ở đường Đốc Hành, trung tâm thành phố. Hiện đã 78 tuổi, nhưng tai mắt vẫn tinh tường, trí nhớ rất tốt. Cho nên từ hồi trẻ đã học biết phân các loại cỏ thuốc. Mọi thứ cỏ thuốc nào trị bệnh gì, bà đều nhớ rất rõ ràng. Có một lần tôi hỏi bà: "Sư tỷ, bà lại Phật thành khẩn như thế, không biết là đã từng được cảm ứng chưa?" Bà ta nói rất nhiều. Thế là bắt đầu kể việc cảm ứng niệm Phật của chính bà đã trải qua. Sư tỷ Thường Nga nói: "Khoảng 18 năm trước, lúc tôi ở Ôn Nhật đã quy y Tam Bảo, sớm tối rất thành kính lại Phật. Có một hôm ngủ trưa, chiêm bao thấy một thiếu nữ mặc đồ trắng, tay cầm cành trúc dài khoảng 4 thước thước tàu, hai đầu dùng phải đỏ bịch lại, rất là đẹp. Thiếu nữ áo trắng nói: "Tuổi thọ đã đến rồi, cầm cành trúc này cho bà trị bệnh đó." Nói xong liền biến mất. Đến khi tôi thức dậy, cảnh trong chiêm bao vẫn cứ như trước mắt. Liền nói với con dâu việc trong mộng, con dâu cũng ngơ ngác không biết gì. Đến hơn 5 giờ chiều, đứa cháu nội nói với tôi là ông bác nhà kế bên bị cảm nặng, muốn bà nội tìm cỏ thuốc cho ông ta uống. Tôi liền lấy một cái giỏ,
đi tìm cỏ thuốc. Nửa đường gặp một thằng nhỏ, nó nói: "Bà ơi, phía trước có một con chó dữ hay cắn người ta, bà nên đề phòng." Tôi liền thuận tay bẻ một cành trúc bên đường, rồi nói với thằng nhỏ: "Cảm ơn cháu, bà đã có cành trúc này, chó đến không có sợ." Thực tình con chó nó sợ cành trúc, ngay cả không dám sủa một tiếng. Đợi đến lúc tôi tìm cỏ thuốc đủ rồi, ở bên con rạch, bỗng có một đứa một đồng dắt một con bò bụng rất to. Lúc con bò đó đi đến gần tôi, đột nhiên nó hất đầu một cái làm cho tôi ngã nhào, lộn mình té vào trong con rạch, nước sâu hơn một trượng. Lúc đó trong tâm tôi tự nghĩ nhất định không còn sống được, vì nước sâu hơn trượng chảy mạnh, chân đạp không tới đáy. Lúc thân nổi lên, vỏ thuốc đã bị nước cuốn đi, nhưng cành trúc vẫn còn nắm cứng không buông. Tôi lại không biết bơi, thành ra cứ uống nước ồng ọc. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, chú bé một đồng rất thông minh, liền lớn tiếng kêu: "Bà ơi, cành trúc nắm trong tay bà, đưa qua bên này đi, con kéo bà lên." Tôi nghe xong, liền đưa cành trúc qua cho một đồng, hai tay nắm chặt lấy. Chú một đồng cũng rất cố sức, cũng hai tay nắm chặt lấy cành trúc, từ từ kéo tôi lên, cuối cùng cứu được tôi lên bờ. Người ta nhìn thấy y phục tôi ướt sũng hết, thật giống như con gà mắc nước, đều khen tôi có phước. Nghe nói tại chỗ đó người ta rớt xuống đều bị nước cuốn đi, không có người nào được cứu, đã có mấy chục người chết ở nơi đó. Tôi mới nhớ lại giấc mộng kỳ diệu, cành trúc và thiếu nữ bạch y cho tôi thấy trong mộng, cùng với cành trúc bẻ bên đường dài như nhau, chỉ là trúc ở nhân gian không có đẹp như thế. Trên đây là chuyện linh cảm đã từng trải qua do sư tỷ Thường Nga thuật lại. Tôi liền khen ngợi bà ta có duyên với Phật A-di-đà. Phật A-di-đà lại có tên là Vô Lượng Thọ. Đức Quan Âm Đại Sĩ hóa làm thiếu nữ bạch y nói với bà: "Tuổi thọ đã đến, tặng bà cành trúc này cho bà trị bệnh." Cành trúc trong mộng vốn là điều tốt đẹp nhất, nên nói là điềm tốt, trúc báo bình an. Đây là lòng từ bi của Đức Đại Y Vương Vô Lượng Thọ Phật vì cứu trị tai họa cho bà, khiến cho bà khỏi được oan hồn trong nước. Cành trúc này chính là điềm báo trước cho bà được bình an. Có thể thấy được Phật Pháp vô biên, không thể nghĩ bàn. Câu chuyện thứ 43. Ở cõi đời này trước được nghe thiên nhạc ở hư không. Lại nói về sư tỷ Thường Nga. Từ sau khi biết đi chùa lạy Phật, hai thời khóa sớm tối tụng kinh Di Đà, tụng đến rất thuộc, từng chữ rõ ràng, cho nên có mấy vị lão liên hữu đều thích nhờ bà dạy học kinh Di Đà. Khi bà tụng đến đoạn thường tác thiên nhạc xuất di diệu âm, bà thường nghĩ: nếu như trước khi chưa giảng sanh, trong đời này ở cõi này mà có thể nghe được âm thanh di diệu của thiên nhạc, không biết sẽ thích thú như thế nào. Trong một mùa hè 10 năm trước, phía sau nhà của sư tỷ Thường Nga có trồng một dàn dưa leo, từng trái vừa to vừa non lủng lẳng. Lão sư tỷ mắt nhìn dưa vừa chín, muốn ăn thử quả dưa tươi mới, bèn kêu con dâu vào nhà bếp chuẩn bị trước. Tự bà đi ra vàng dưa, tự leo lên thùng phi xăng muốn hái dưa. Đang lúc hái hết trái này qua trái khác, vừa hơi không cẩn thận, cái thùng phi xăng không chịu được nặng, lão sư tỷ và cái thùng ngã lăn ra, nằm im dưới vàng dưa khoảng mười mấy phút. Con dâu của bà đợi trong bếp thấy lâu quá, nghĩ sao mà má chồng đi hái dưa lâu như thế mà chưa vào, liền đến vàng dưa xem. Vừa trông thấy sợ hãi thức sắc, liền miệng la lên: "Má, má!" Lại cho là bà bị chấn thương não, hôn mê ngã trên đất không biết gì nữa. Lúc đó đột nhiên sư tỷ chặn lại sự huyên náo của con dâu: "Đừng kêu la, ta đang yên tĩnh nghe tiếng nhạc hay ho kỳ diệu, nghe đến tinh thần sảng khoái, bị ngươi kêu là mất tiêu hết rồi." Con dâu của bà nói: "Âm nhạc ở đâu, sao con không nghe thấy?" Sư tỷ lại nói với tôi:
Lúc đó tôi ở dưới đất đứng dậy, dựng thùng phi xăng dậy xong, lại leo lên hái tiếp hai trái dưa, xong mới cùng con dâu đi vào nhà bếp đó. Bà lại nói, cho dù bây giờ nhớ lại lúc đó, thì âm thanh vi diệu của thiên nhạc thật là ở thế gian chưa từng nghe qua, cho nên nói là một âm nhạc không thể nghĩ bàn. Tôi hỏi bà ta, cái âm thanh vi diệu đó từ hư không đến hay là âm nhạc phát ra từ chỗ nào đó? Sư tỷ nói, lúc đó cảm giác như là ở trên đầu, nghe rất gần. Tôi nửa đùa nửa thật nói, vạn pháp do tâm tạo. Hồi xưa có một họa sĩ vẽ ngựa, ông ta suy nghĩ rất lâu về cách cấu tạo và động tác của ngựa, tự mình lại biến thành ngựa. Chính là cái đạo lý này. Do gì chị suốt ngày nhớ tưởng muốn nghe được thiên nhạc ở hư không của thế giới cực lạc ở Tây Phương, lâu dần bèn thật sự nghe được, có lẽ là tác dụng của tâm lý. Sư tỷ lập tức cải chánh nói, đích xác là cảm ứng của Phật A-di-đà. Nếu không thì lúc tôi ngã, dưới đất đều là đá gạch dở, lại ngay cả một vết thương tề xước cũng không có. Lúc đó tôi đã là bà già 68 tuổi rồi. Nếu như không phải Phật A-di-đà đại từ đại bi gia hộ, làm gì có được êm thấm như vậy? Chuyện thứ 44. Một tiếng Di Đà khiến xe được ngừng lại. Vị lão sư tỷ thường Nga này còn có một người con gái lớn tên là Nhung. Mọi người đều gọi cô là A Nhung. Năm nay 43 tuổi. Chồng cô là kỹ sư xây dựng, nhà ở Đài Đông. Cô A Nhung này từ lúc trẻ đã bị chứng bao tử thòng. Thầy thuốc Đông Tây trị hàng chục năm, những phương pháp bí mật hay những loại thuốc đặc trị đều không hiệu quả. Bệnh mãi đã đến gầy như que củi. 5 năm trước, sư tỷ thường Nga đến Đài Đông thăm, thấy con gái bị bệnh bao tử nặng như thế, liền nhớ đến thuốc A Già Đà trị được muôn bệnh, liền khuyên con gái chí tâm niệm Phật và kể rất nhiều chuyện cảm ứng không thể nghĩ bàn nhờ niệm A Di Đà Phật. Dạy con gái phải gắng sức niệm thánh hiệu A Di Đà Phật làm cách trị liệu có hiệu quả nhất về mặt tinh thần. Sư tỷ ở Đài Đông mười mấy ngày thì nghe nói gần đó có một cơ sở liên xã Phật giáo, liền dẫn con gái đi đến đó lạy Phật, niệm Phật và quy y Tam Bảo. Từ đó về sau, con gái của bà đã là đệ tử Tam Bảo, là một vị tín đồ thuần thành của Phật giáo. Hai thời khóa sớm tối, dù bận gì cũng đều tham gia đầy đủ. Không biết lúc nào, bệnh bao tử đau khổ nhiều năm nay rốt cuộc tiêu mất hết, sức khỏe hồi phục. Chỉ có trong một năm, do sự dẫn dắt của sư phụ và các liên hữu, cô ta chẳng những biết tụng kinh, xướng tán, tụng niệm hai thời sớm tối ở liên xã, mà ngay cả đến các pháp khí cũng đều học biết rành rẽ. Tục ngữ nói, Phật Pháp không phải việc khó, chỉ sợ tâm không chuyên, thật là rất đúng. Sau khi A Nhung mạnh khỏe trở lại, gia đình ngày càng hưng long. Mua thức ăn, làm việc gì thì dùng xe đạp đi. 2 năm gần đây, xe đạp bị chê và bị đào thải. Liền mua một chiếc xe gắn máy màu đỏ 50 phân khối. Muốn đi đâu thì đi, vừa tiện vừa khỏe. Suốt ngày rất vui vẻ, vừa làm Phật sự, vừa giúp nghiệp vụ cho chồng. Nhất là nhiệm vụ người đàn bà trong gia đình, trong ngoài đều tương tất. Vào tháng 3 năm ngoái, một hôm hơn 8 giờ sáng, A Nhung như thường lệ chạy xe gắn máy muốn đến chợ mua đồ. Đi được nửa đường, bỗng nhiên chiếc xe gắn máy xảy ra sự cố, thắng tay thắng chân đều hư, không thắng lại được. Liền tức thời xe như con ngựa hoang, xông xáo bừa bãi. Đại khái mỗi con đường ở Đài Đông đều chạy qua như dòng như gió, nguy hiểm suýt đụng chết một cô gái vùng núi. May mà cô gái né rất nhanh, chưa bị tai nạn. Lúc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc này, A Nhung trong lòng sợ đến nỗi mơ mơ màng màng, cũng không có cách gì, cứ chạy mãi. Lúc sắp xông vào một cửa hàng, trong khoảnh khắc sắp đụng vào một cây cột to trước cửa, thì trong miệng A Nhung bỗng nhiên kêu to một tiếng A Di Đà Phật. Nói ra cũng thật kỳ lạ, chiếc xe gắn máy đó lập tức thụt lùi lại,
lùi đến chính giữa đường lộ. Chiếc xe tự động dừng lại. A Nhung vội vã xuống xe, sợ đến nỗi mặt không còn chút máu, tim đánh thình thịch, trong miệng thì vẫn cứ niệm A-di-đà Phật không ngớt. Lúc đó rất nhiều người vây lại xem, người và xe không việc gì. Mọi người đều chúc phúc cho cô ta, nói là đại nạn mà không chết nhất định là có phước dày. A Nhung sau khi trải qua lần tiêu tai khỏi nạn này, liền nhớ lại mẹ có tâm từ bi khuyên cô niệm Phật. Trước thì hết chứng bệnh quái ác, tiếp theo lại được giải thoát lần tai họa ghê gớm này. Cho nên vô cùng cảm tạ, bèn nhờ người đến Đài Trung mời mẹ của cô đến ở chơi vài tháng. Chuyện trên đây là sư tỷ Thường Nga sau khi từ Đài Đông về đến cuộc họp liên nghị, chính miệng nói với tôi một sự thật niệm Phật cảm ứng của con gái bà. Câu chuyện thứ 45, Địa Tạng Bồ Tát chỉ điểm bình an. Thân là cội gốc của các khổ, vốn không đáng tiếc, nhưng thân có thể tải đạo, cũng không thể không trân trọng. Những lời này là những lời của các bậc đại đức thở xưa tả về cái thân này của chúng ta, là cái thân nghiệp báo chứa nhóm những tội ác. Sống trên cõi đời chẳng qua chỉ dài 10 năm ngắn ngủi, đâu đáng quý trọng. Nhưng nếu muốn được giải thoát thì phải mượn giả tu chân, chẳng kể là tu học Phật Pháp hay lạy Phật, niệm Phật, đều phải nhờ vào thân này. Lúc tự mình gặp phải tai nạn nguy khổ thì tự mình niệm Phật, tự mình được cứu. Không tin, hãy xem chuyện dưới đây. Vào 3 giờ chiều ngày Chủ nhật 12 tháng 6 âm lịch là ngày hội giảng kinh định kỳ của ban song tu của liên xã. Đến 5 giờ giảng xong, sau khi niệm kệ hồi hướng, bỗng có một vị thính chúng mới đứng dậy hướng về mọi người nói: "Nhà tôi ở hợp tác Tân Thôn, chồng tôi họ Hàng. Tôi hiện muốn đem chuyện cảm ứng chính tôi đã trải qua báo cáo cho mọi người nghe, để đáp tạ ân đức của Phật A-di-đà và Địa Tạng Bồ Tát." Bà Hoàng kể: "Vào tháng 2 năm Dân Quốc thứ 54, tôi có một lần đi du lịch ở Đài Bắc. Ở chợ gặp một người gánh một gánh rùa chào mời, hỏi tôi muốn mua rùa không. Tôi liền nói với anh ta: "Tôi là người xứ khác, mua rùa làm gì?" Tôi chơi ở Đài Bắc 2 ngày, về đến Đài Trung. Qua ngày sau thì ở chợ Đệ Nhất lại gặp người bán rùa ở Đài Bắc. Bị anh ta nhìn thấy, lại kêu tôi và nói: "Bà ơi, ở Đài Bắc bà nói bà là người xứ khác, bây giờ bà đã về nhà rồi, bà nên mua đi." Tôi bỏ tiền ra 50 đồng, mua 4 con rùa đem về nhà, đưa cho con dâu bảo nó đem bỏ ở miếng đất trống phía sau nhà để nuôi, hàng ngày cho ăn lá cải và cơm. Có một hôm tôi không có ở nhà, con dâu tôi liền bắt một con rùa ra giết. Đứa con gái nhỏ 15 tuổi của tôi ở bên nhìn thấy thì sợ quá, co rút hai tay ra phía sau đối với con rùa rằng: "Rùa ơi, tay của tao bị người ta cột rồi, nên không thể cứu mày được." Lúc tôi về thấy một con rùa bị giết, liền quở trách con dâu rằng: "Mua rùa về là để phóng sanh, không phải để cho cô giết ăn." Đêm đó tôi nằm mộng thấy một người nói với tôi: "Tai họa của bà đến rồi." Lúc thức dậy, trong lòng cảm thấy thắt thỏm không yên. Đứa con gái nhỏ của tôi 3 năm trước là 15 tuổi, học tiểu học. Sau khi nhìn thấy cảnh giết rùa, một buổi sáng 3 ngày sau, lúc nó chạy xe đạp đi học ở đường tự do thì bị một chiếc xe ba gác máy chở heo đụng ngã. Người lái xe ba gác đó nhìn thấy cô bé lúc cả người lẫn xe ngã bên đường, trong miệng vẫn còn la to 3 lần: A-di-đà-phật, 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 rồi trong miệng chảy ra rất nhiều nước dãi, trong lỗ tai lại chảy máu ra, liền hôn mê bất tỉnh nhân sự. May mà anh lái xe ba gác máy đó tức khắc nhảy xuống bồng nó lên, đón taxi đến bệnh viện khoa ngoại Trọng Tân. Bác sĩ nói xương đầu đã dở và ra máu, không dám nhận trị. Anh lấy xe đó lại đưa nó đến bệnh viện khoa ngoại Lý Hữu Kiết. Bác sĩ Lý vừa xem cũng nói thương thế rất nặng,
đầu dở, máu chảy, bất tỉnh nhân sự, hãy nhanh chóng đưa đi bệnh viện tỉnh lập, bệnh viện nhà nước ở Đài Trung. Anh lái xe lại đưa nó đến khoa ngoài của bệnh viện tỉnh lập. Anh lái xe năn nỉ bác sĩ: trong nhà cô bé này chắc chắn có người tin Phật. Đang lúc hai xe đụng nhau, trong miệng cô ta vẫn còn la to A Di Đà Phật luôn 3 lần, rồi mới chảy nước dãi và hôn mê luôn. Xin bác sĩ nhanh nhanh chích thuốc cấp cứu giùm. Lúc cô bé cấp cứu ở bệnh viện, may mà có một nhân viên trong cửa hàng bán gạo nhận biết nó, liền chạy đến nhà của tôi ở hợp tác xã Tân Thôn cho chúng tôi hay về việc tai nạn xe. Vợ chồng tôi tức thời đến bệnh viện xem, chăm sóc. Lúc đó con bé còn có hơi thở thoi thóp yếu ớt, máu trong lỗ tai vẫn còn chảy ra mãi. Lúc đó người làm cha mẹ mắt nhìn thảm trạng của con gái như thế, thật đau lòng, không dám nghĩ sẽ hồi phục lại như cũ. Bác sĩ cũng không dám đảm bảo về tính mạng. Tất cả bà con bạn bè đến thăm hỏi an ủi cũng đều nói lành ít dữ nhiều. Mãi đến ngày thứ 6, tính từ hôm vào viện, vẫn cứ trầm trọng như thế, không có một chút biến đổi nào khả quan. Nhưng kỳ tích không thể nghĩ bàn, khiến người khó tin nổi, cuối cùng đã xảy ra. Vào cái ngày thứ 6 đó, trong đêm lúc tôi đang nửa thức nửa ngủ, thì nhìn thấy một vị Bồ Tát tướng mạo trang nghiêm đến bên giường bệnh nói với tôi: ta là Địa Tạng Bồ Tát đến báo tin cho ngươi. Con gái của ngươi rất có căn lành, hiện đang ở chỗ của Phật Tổ, ngày mai sẽ trở lại. Nó sẽ còn mau lành bệnh hơn những người bệnh khác trong phòng nữa, ngày mai có thể xuất viện. Sau này thân thể mạnh khỏe, bình an vô sự. Nói xong phất phới bay đi. Lúc tôi đem cảnh trong mộng này nói với chồng tôi, hai người đều nửa tin nửa ngờ, hầu như cho là không thể có việc dễ dàng cho mình như thế. Qua ngày thứ 7, con nhỏ vẫn cứ hôn mê chưa tỉnh. Nếu như thế, tôi là kẻ nằm mộng mê mờ. Nhưng ông ta lại nói với tôi là Địa Tạng Bồ Tát đến chỉ điểm cho tôi mà, nói nghe rõ rõ ràng ràng. Lúc đó, chồng tôi đang ngồi một bên giường của con gái, thì bỗng nhiên cánh tay phải đã một tuần không có nhúc nhích, dở lên rờ rờ mặt của ba nó. Tay trái cũng đồng thời dở lên, hai tay rờ rờ mặt ba nó một hồi. Lúc rờ đến cái cà vạt, liền cuốn tròn cái cà vạt lại, rồi mở mắt ra, mặt mày hớn hở kêu lên: ba! Lúc đó người làm cha mẹ nhìn thấy con gái đã nói chuyện được, con ma bệnh như biến mất, nỗi vui trong lòng thật khó tả. Con nhỏ lại nói: con không có bệnh gì hết, tại sao lại nằm bệnh viện? Liền liến thoắng đòi về nhà. Ngay trong buổi chiều hôm đó, cuối cùng thật sự xuất viện về nhà. Con bé từ sau khi về nhà, tinh thần mãi đến nay rất tốt, trí huệ lại tăng trưởng, hiện học trung học thành tích lại hạng ưu, dung mạo cũng thay đổi xinh đẹp phước tướng. Phật Bồ Tát đại từ đại bi khiến cho nó khởi tử hồi sinh, thật là không thể nghĩ bàn. Chuyện thứ 46, chí thành niệm Phật được vãng sanh với sắc diện hoài vui. Lại nói về bà Hoàng, bà ta lại kể với mọi người rằng gần nhà của bà có một tiệm uốn tóc của ba chị em mở ra. Mọi người đều gọi mẹ của ba chị em là bà chủ, thành ra cũng không biết tên họ ai hết. Do vị mẹ của ba chị em muốn đi theo ngoại đạo, nên bà Hoàng đến dẫn dắt bà ta theo Phật, kể cho bà ta nghe rất nhiều sự tích cảm ứng và mời bà ta đến nhà tham bái tượng Phật trang nghiêm. Mẹ của ba chị em đó thấy bà Hoàng có hai sâu chuỗi treo trên tường, liền nói: bà có hai sâu chuỗi, cho tôi một sâu được không? Bà Hoàng liền nói: không được, không được, để hôm khác tôi đi tìm một sâu cho bà. Bà Hoàng lúc đó cười cười nói: tôi thật sự lúc đó có chút bỏng sẻn. Qua mấy ngày sau, đúng hơn 5 giờ sáng, đứa con trai kế của bà Hoàng vừa mở cửa liền lớn tiếng kêu lên: má à, sâu chuỗi của má làm sao mà rớt bên cửa nè. Bà Hoàng vừa ngồi dậy bước xuống giường,
bèn chân không chạy đến cửa xem. Đúng là một sâu chuỗi. Hai tay nhặt lên xem kỹ, đúng là một sâu chuỗi hạt bồ đề thật, 108 hạt. Lại có đến một miếng nhỏ tượng Tây Phương Tam Thánh. Lúc đó trong tâm bà hoàng nghĩ, hôm nay là ngày mùng 2 tháng Giêng, không biết người tu hành ở đâu đánh mất sâu chuỗi, hiện chắc chắn đang rất lo. Bà nghĩ tới nghĩ lui, hay là đem sâu chuỗi đến bến xe công cộng đưa cho cô nhân viên làm việc ở đó. Và cô trưởng trạm xe nói, xin đem sâu chuỗi này treo lên lồng đèn sắc mời nhận, nếu như người nào đánh rơi lại nhìn thì trả cho người ta. Nhưng qua 3 ngày, lúc bà Hoàng trở lại bến xe xem thì sâu chuỗi vẫn còn treo y nguyên chỗ đó. Có một anh tài xế nói với bà ơi, tôi muốn sâu chuỗi đó, bà cho tôi được không? Bà Hoàng nói, không được, không được. Sâu chuỗi này là của mẹ ba chị em xin, có lẽ là Phật A-di-đà đưa đến cho bà ta đấy. Nói chưa dứt lời, thật rõ khéo, mẹ của ba chị em đã đến trước mặt. Bà Hoàng liền lấy sâu chuỗi cho bà ta. Bà mẹ của ba chị em hai tay tiếp lấy, vui mừng hớn hở, luôn miệng cảm tạ lòng từ bi của Phật. Lại nói về ba chị em đó, còn có một bà nội đã 84 tuổi, bệnh tật triền miên suốt mấy tháng, đã đến lúc nguy kịch khó chữa. Khoảng 5 ngày rồi không ăn được gì. Ngày qua đêm lại, tinh thần rối loạn điên đảo, kêu nói lung tung. Mẹ của ba chị em liền nghĩ đến phải mời bà Hoàng đến nhà hỏi thăm ý kiến xem phải làm thế nào. Bà Hoàng đến ngay nhà họ, vừa xem người sắp mạng chung hiện ra những tướng xấu như thế, tức thời gọi con cháu cả nhà tề tựu lại, nói với họ rằng tất cả đều phải chí thành chắp tay ở bên bà cụ niệm A Di Đà Phật. Nếu ai không biết niệm thì chỉ cần niệm theo tôi, từng câu không được lộn lạo, niệm phải cho rõ ràng, có quy củ. Thật là Phật pháp vô biên, không thể nghĩ bàn. Mọi người niệm được hơn một tiếng đồng hồ thì gương mặt nhăn nhó khó coi của bà già lúc nãy bỗng nhiên đổi ra vui vẻ hòa nhã, trong miệng cũng niệm theo A Di Đà Phật. Cả nhà trông thấy cảnh này, trong lòng ai nấy đều rất vui mừng. Niệm tiếp mãi hơn 10 phút sau thì bà được an nhiên vãng sanh. Bà Hoàng lại dạy họ, người mất sau khi hết thở 8 tiếng đồng hồ, tiếng niệm Phật không được gián đoạn. Cả nhà ba chị em đối với bà Hoàng thật là mang ơn vô cùng, bởi vì bà đã cứu được bà nội của họ thoát ly được biển khổ. Có 6 nghề ác. Trong kinh A Hàm và Nikaya, Đức Phật đã ngăn cấm người cư sĩ không nên hành 6 nghề ác, vì 6 nghề này không phù hợp với tâm từ bi của đạo Phật. 6 nghề ác đó như sau: 1. Không làm nghề săn bắn. Nghề săn bắn là một nghề cực ác, giết hại biết bao nhiêu loài cầm thú rừng, nai, hươu, khỉ, chồn, heo, gà rừng và các loại chim chóc khác nữa, vân vân. 2. Không làm nghề chài lưới. Nghề chài lưới cũng là một nghề rất độc ác, chuyên bắt tôm cá, giết hại loài thủy tộc như đặc rọ, lờ, chài, lưới, vó, câu, vân vân. 3. Không làm nghề buôn bán thịt sống. Nghề buôn bán thịt sống là nghề sát sanh trâu, bò, heo, dê, ngựa, chó, gà, vịt, vân vân. Người làm nghề này gọi là đồ trễ giết gia súc bán từng ký lô cho người khác mua về làm thực phẩm. Nghề này rất độc ác, giết hại chúng sanh không chút lòng thương xót. 4. Không làm nghề buôn bán thịt chín. Nghề buôn bán thịt chín là nghề lấy thịt chúng sanh nấu thành thực phẩm như phở, cháo lòng, hủ tiếu, bánh canh, bì chả, nem, vân vân. Nghề này cũng là nghề độc ác, người hành nghề này cũng đánh mất tâm từ bi. 5. Không làm nghề sản xuất và buôn bán rượu. Vì sản xuất và buôn bán rượu khiến người ta nghiện ngập say sưa, không còn trí thông minh,
nên họ có thể la xóm, mắng làng, chửi vợ, mắng con, bất kể cha, mẹ, anh em ruột thịt, không biết dơ sạch, nằm ngoài đường, ngủ bụi, ngủ bờ, nằm sương, nằm nắng, làm mất thể diện con người. Thân thể dễ sanh bệnh tật, tạo cảnh khổ đau cho cha, mẹ, anh, em, vợ, con, vân vân. 6. Không làm nghề buôn bán người. Nghề buôn bán người là nghề mãi nô, bán nô lệ. Nghề buôn hương bán phấn, nghề mãi dâm cũng là nghề buôn bán người. Nghề này rất độc ác, dùng thế lực, tiền bạc, vật chất bắt ép những người cô thân thất thế đang cảnh nghèo đói bán thân làm nô lệ, làm gái mãi dâm, khiến cho gia đình khổ đau và tan nát. Nghề mãi dâm là một nghề đồi bại, làm mất nhân phẩm của con người, khiến con người không còn đạo đức và còn tệ hơn loài thú vật. Vì con vật có lúc dâm và cũng có lúc không dâm, cho nên kẻ làm nghề bán trôn nuôi miệng là kẻ làm xấu xa thân phận làm người. 6 nghề nghiệp này là 6 nghề nghiệp độc ác, giết hại chúng sanh và làm khổ đau bệnh tật muôn người, nhất là nghề sản xuất và bán rượu, sản xuất và bán thuốc phiện, sản xuất và bán xì ke ma túy, sản xuất và bán thuốc lá, thuốc lào, vân vân, là những thứ gây bệnh tật, nghiện ngập, hao tổn tiền bạc, của cải, tài sản biết bao nhiêu người, trải qua bao nhiêu thế hệ phải gánh lấy hậu quả đau khổ này. Do thế, những người hành những nghề nghiệp này để nuôi thân mạng, cha mẹ, gia đình và làm giàu trên sự đau khổ của muôn người, muôn vật. Họ là những người vô minh, không thấy luật nhân quả đang chi phối, diễn biến từng phút, từng giây trong mỗi con người. Luật nhân quả sẽ không tha thứ một ai. Nếu ai đã làm điều ác thì phải hứng lấy hậu quả khổ đau. Nếu quý vị không tin lời Phật dạy thì hỏi thăm những gia đình đang hành những nghề nghiệp này. Trong bề ngoài có vẻ giàu sang sung sướng, nhưng bên trong chẳng có hạnh phúc gì cả. Thường những gia đình này hay có những người đau ốm bệnh tật, không người này thì đến người khác. Tai nạn thường xảy ra, khiến gia đạo bất an, lúc nào cũng lo lắng sợ sệt. Cuộc sống của gia đình họ chẳng bao giờ êm ấm, yên vui, hạnh phúc. Làm ác thì phải lãnh quả khổ, không làm sao và cũng không ai cứu thoát khổ được. Vì thế, Đức Phật biết rất rõ nhân quả thiện ác, nên Ngài muốn cho đệ tử của mình thoát ra khỏi cảnh khổ đau. Ngài thường ngăn cấm, không cho người cư sĩ hành 6 nghề nghiệp ác. Dù nghề nghiệp ấy kiếm tiền rất dễ, nhưng nó không phải là hạnh phúc chân chánh. Do đó, Ngài muốn cho các đệ tử của mình sống an vui, hạnh phúc chân chánh, không còn gặp cảnh đau khổ nữa. Chính vì hằng ngày trong cuộc sống chúng ta đã tạo ra nhiều nhân ác, nên phải chịu những quả khổ đau đời đời kiếp kiếp, chứ không ai mang đến quả khổ ấy cho ta được, dù kẻ đó là quỷ thần ác độc. Cũng như không có một vị thần thánh nào hay một Đức Phật cùng những vị Bồ Tát nào ban phúc lành cho chúng ta được. Xin các bạn lưu ý cho điểm này. Nhân quả là một đạo luật công bằng, chính chúng ta làm ra là chúng ta phải chịu, không thể người khác chịu thay cho chúng ta được. Vì thế, không ai mang đến khổ đau cho chúng ta, mà chính chúng ta cũng như không ai mang đến hạnh phúc an vui cho chúng ta, mà chính chúng ta. Bởi người cư sĩ không thấy luật nhân quả rất công bằng và công lý, cho nên trong cuộc sống họ không biết chọn nghề nghiệp, chỉ thấy nghề nào làm ra tiền
và có cơm ăn áo mặc dễ dàng, nhất là môi trường sống. Nơi đó, mọi người làm nghề sát sanh là dễ kiếm tiền, thì họ bắt chước làm theo, nhưng không ngờ lại tạo ra vô vàn tội ác. Từ những hành động tạo ra sự chết chóc và đau khổ cho chúng sanh, thì chính bản thân họ và ngay cả gia đình đều phải thọ lãnh những quả khổ đau ấy từ người này đến người khác. Là đệ tử của Đức Phật, những hàng cư sĩ phải lưu ý 6 nghề nghiệp ác độc này, luôn luôn phải vâng theo lời dạy của Đức Phật thì mới tìm thấy chân hạnh phúc, an vui của cá nhân và của cả gia đình mình. Hành nghề đúng như vậy mới gọi là chánh nghiệp. Chính nghề nghiệp chân chánh mới nuôi được chánh mạng của mình và của mọi người trong gia đình. Hạnh phúc từ ấy sẽ đến với các bạn. Các bạn có tin những lời dạy này không? Thọ dụng thực phẩm động vật, không thấy, không nghe và không nghi. 6 nghề nghiệp ác đã dạy trong tập sách này, chúng tôi có ghi chú thêm để quý thầy và các Phật tử nhận thấy rõ. Tại sao lại có chư Tăng Nam Tông thọ dụng thực phẩm động vật? Có phải Đức Phật đã cho phép chư Tăng thọ dụng thực phẩm động vật hay không? Để trả lời những câu hỏi này và làm sáng tỏ Phật giáo, các nhà sư Nam Tông không biết dựa vào lời dạy nào của Đức Phật mà dám thọ dụng thịt động vật. Nói trong 3 trường hợp, thịt động vật không được thọ dụng: thấy, nghe và nghi. Theo nghĩa của đoạn kinh này, khi một vị tỳ kheo thấy thực phẩm của người Phật tử cúng dường có thịt chúng sanh thì không được ăn. Đó là trường hợp thứ nhất. Khi thực phẩm của người Phật tử cúng dường không thấy có thịt chúng sanh, nhưng lại nghe người khác nói trong thực phẩm đó có thịt chúng sanh thì không được ăn. Đó là trường hợp thứ hai. Khi thực phẩm của người Phật tử cúng dường không thấy có thịt và cũng không nghe nói có thịt chúng sanh, nhưng tâm lại sanh nghi ngờ thực phẩm này có thịt chúng sanh vì có mùi tanh thì không được ăn. Đó là trường hợp thứ ba. Xét qua 3 trường hợp trên đây, rõ ràng Đức Phật không cấm ăn thịt chúng sanh, mà chỉ có lời khuyên để chúng tỳ kheo ý thức sự đau khổ của chúng sanh mà không ăn thịt. Ý thức sự đau khổ của chúng sanh mà không ăn thịt, tức là thực hiện lòng từ bi thương xót chúng sanh, có nghĩa là sống đúng đạo đức hiếu sinh. Còn cấm, tức là giới cấm. Giới cấm là có sự bắt buộc không ăn thịt chúng sanh, có nghĩa là ăn chay. Nhưng ăn chay ấy là ăn chay theo kiểu Đại Thừa Bà La Môn giáo, ăn chay do giới cấm. Còn ngược lại, Phật giáo Nguyên Thủy chỉ dùng giới đức không cấm, nhưng chỉ khuyên người tu sĩ phải tự giác ăn như thế nào để thể hiện được đạo từ bi đúng nghĩa của từ tâm. Trong trường hợp thứ nhất và thứ hai thì quá rõ ràng, còn trường hợp thứ ba là nghi ngờ, dường như mơ hồ, nhưng thực ra thịt chúng sanh thì có mùi tanh hôi của chúng. Mặc dù chúng ta không thấy không nghe, nhưng mùi cá làm sao không tanh cá, mùi thịt bò làm sao không hôi bò, mùi thịt heo làm sao không hôi heo, mùi thịt gà làm sao không tanh gà, vân vân. Tất cả thịt động vật đều có mùi riêng của nó, làm sao chúng ta không nghi ngờ? Mà đã nghi ngờ thì không được phép ăn, vì lương tâm và tình thương của chúng ta không cho phép nuôi mạng sống bằng sự khổ đau của loài vật khác. Phật dạy lần thứ hai: này Chivatka, ta nói trong 3 trường hợp thịt được thọ dụng: không thấy, không nghe và không nghi. Có lẽ dựa vào lời dạy này
mà các nhà sư Nam Tông đã dùng lý luận biện hộ cho những hành động tội ác của mình. Không thấy nghĩa là không thấy người giết con vật để cúng dường cho mình. Không nghe nghĩa là không nghe tiếng kêu của con vật khi bị giết để cúng dường cho mình. Không nghi nghĩa là thấy thực phẩm động vật Phật tử cúng dường không nghi ngờ người ta giết con vật làm thực phẩm để cúng dường cho mình. Cho nên trong bài kinh Chivaka có mở ngoặc và đóng ngoặc vì mình mà giết. Bốn chữ này là do người sau tiếp thêm vào để thỏa mãn dục vọng tham ăn thịt chúng sanh. Xưa các tổ không có điều gì mà không dám làm, họ thêm bớt rất nhiều trong kinh sách nguyên thủy. Ngày nay cũng vậy, họ cũng dám lý luận làm sai lệch lời dạy của Đức Phật. Có khi vì bảo vệ danh dự của mình trong lúc vi phạm giới luật, và cũng có khi vì không hiểu phương pháp hoặc do tu tập chưa chứng. Nếu bài kinh chấm dứt ở đây thì chúng ta khó làm sáng tỏ được Phật giáo. Nhưng bài kinh lại dạy tiếp phần thứ hai và phần thứ ba, nên chúng ta mới thấy rõ bộ mặt bất thiện và lòng tham dục của các nhà sư Nam Tông khéo thêm thắt, khéo lý luận, bóp méo kinh sách của Đức Phật để gây tội ác tày trời. Nên tất cả các tứ Phật giáo Nam Tông tu hành chẳng đến đâu nhập định điên khùng, minh sát tuệ, tu hành không đúng tứ niệm xứ và tứ thánh định của Đạo Phật, kẻ pháp môn tứ niệm xứ ra từng mảnh. Đây là trường thiền tu tâm niệm xứ, đây là trường thiền tu thân niệm xứ, đây là trường thiền tu thọ niệm xứ. Kẻ pháp môn tứ niệm xứ ra từng mảnh như vậy mà lại còn hô hào rùm beng viết kinh sách phổ biến khắp nơi, làm cho người sau hiểu lầm Phật pháp, tu hành sai lệch, chẳng giải quyết được sanh già bệnh chết. Trong khi pháp môn tứ niệm xứ rất tuyệt vời, tu là thấy kết quả ngay liền, tu tập là có những thần lực siêu việt không thể nghĩ bàn. Do chia chẻ pháp môn tứ niệm xứ nên các nhà sư Nam Tông tu hành chẳng tới đâu, chỉ loanh quanh trong các định tưởng, chẳng bao giờ đạt được sự giải thoát của Phật giáo. Các nước theo Phật giáo Nam Tông lấy Phật giáo làm quốc giáo. Mọi thanh niên đúng tuổi đều phải vào chùa tu tập 3 năm. Nếu ai muốn tu luôn thì ở lại tiếp tục tu hành, còn không muốn tu thì phải xuất sải. Xuất sải có nghĩa là ra đời hoàn tục, lập gia đình. Nhưng những người thanh niên này đã tu theo đạo Phật mà không có chút lòng từ bi nào cả. Họ đã dám cầm dao, súng, vũ khí diệt dân tộc họ như giết heo, gà, dê, vân vân. Bởi tu hành mà còn ăn thịt chúng sanh thì thành ác quỷ, chứ làm sao thành Phật được. Bài kinh Chivaka Đức Phật đã dạy như vậy mà các tổ bên Nam Tông dám bịa ra ăn năm thứ bất tịnh nhục, thật là đau lòng. Tại sao vậy? Tại vì tu sĩ Phật giáo Nam Tông ăn thịt chúng sanh nên tâm họ rất hung ác. Đời sống tu sĩ của họ sống ngược lại với đạo đức, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh của đạo Phật. Đạo Phật là đạo đức của loài người. Đạo đức của loài người sao lại nỡ nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh mà không chút lòng thương yêu? Vậy những người tu sĩ này có phải là tu sĩ của đạo Phật hay không? Xin các bạn trả lời cho. Cũng trong bài kinh ấy, Đức Phật dạy tiếp cho các vị tỳ kheo không nên ăn thịt chúng sanh bằng phương pháp tu tập và trau dồi tứ vô lượng tâm. Bài kinh dạy tiếp: Này Chivaka, tỳ kheo sống dựa vào một làng hay một thị trấn nào, vị ấy phải luôn tu tập tâm mình biến mãn khắp cùng một phương với lòng từ, và vị ấy an trú.
phương thứ hai, thứ ba, thứ tư, cùng khắp thế giới, trên dưới, bề ngang, hết thảy phương tứ, cùng khắp vô biên. Tâm vị ấy biến mãn và câu hữu với lòng từ quảng đại vô biên, không hận, không sân và an trú. Với ý nghĩa của đoạn kinh này, khi một vị tỳ kheo ăn uống thì phải quan sát khắp cùng trên món ăn của mình, đồng thời khởi tâm từ bi thương xót tất cả muôn loài chúng sanh. Nếu thấy có thịt chúng sanh, thà chết chớ không ăn. Đó là thực hiện đạo từ bi, lòng hiếu sinh của mình. Bài pháp dạy rõ ràng như vậy, thế mà các nhà sư Nam Tông nở nhẫn tâm ăn thịt được thì chúng tôi rất thương hại cho họ. Chỉ một đời tu vô lượng mà chẳng có ích lợi gì cho bản thân mình, cho tất cả chúng sanh. Đoạn kinh này, Đức Phật đã xác định rõ rằng một người tu sĩ đạo Phật phải luôn tu tập tứ vô lượng tâm. Người đã tu tập tứ vô lượng tâm thì còn lòng dạ nào ăn thịt chúng sanh được? Phải vậy không các bạn? Vậy mà các sư Nam Tông vẫn nuốt trôi được thịt chúng sanh, mới thật là hay. Về phần các vị tỳ kheo, Đức Phật đã dạy không ăn thịt chúng sanh bằng hai bài pháp tuyệt vời. Một, ăn thịt chúng sanh không thấy, không nghe và không nghi. Hai, ăn thịt chúng sanh với lòng từ bi biến mãn khắp cùng mười phương trên dưới. Cũng trong bài kinh ấy, Đức Phật dạy người cư sĩ phải cúng dường thực phẩm cho Phật và Thánh Tăng. Này Chivaka, người nào vì Như Lai hay vì đệ tử của Như Lai mà giết hại sinh vật làm thực phẩm cúng dường, người ấy chất chứa nhiều phi công đức do năm nguyên nhân. Khi người ấy nói như sau: hãy đi và dắt con thú này đến đây. Đó là nguyên nhân thứ nhất, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Con thú ấy khi bị dắt đi, bị lôi kéo nơi cổ, nơi cảm thọ đau đớn khổ ưu. Đó là nguyên nhân thứ hai, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Khi người ấy nói hãy đi và giết con thú này, đó là nguyên nhân thứ ba, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Khi con thú ấy bị giết, cảm thọ đau đớn, khổ ưu vô cùng. Đây là nguyên nhân thứ tư, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Khi người ấy cúng dường Như Lai hay đệ tử của Như Lai một cách phi pháp, đó là nguyên nhân thứ năm, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Qua đoạn kinh này, chúng ta thấy rất rõ, Đức Phật đã dạy rất kỹ cho người cư sĩ không nên cúng dường Phật và chúng thánh tăng thực phẩm động vật. Vì cúng dường như vậy là cúng dường phi pháp, không có phước mà tổn đức, thêm trọng tội vì sát hại sanh linh. Một bài kinh rất có giá trị với các tu sĩ Nam Tông. Bài Chivaka trong Trung Bộ Kinh đã khẳng định người tu sĩ đạo Phật không được ăn thịt chúng sanh, nên ăn thực phẩm thực vật với mục đích là để trau dồi tâm từ bi hỷ xả của mình, để ly dục ly ác pháp, khiến cho thân tâm thanh tịnh, nhập được các loại thiền định, làm chủ được sự sống chết luân hồi. Ngược lại, một người tu sĩ còn ăn thịt chúng sanh, tức là tâm dục chưa ly, ác pháp chưa lìa, thì rất uổng cho một đời tu hành theo đạo Phật, mà chẳng hưởng được sự giải thoát của đạo Phật, mà lại còn đọa vào địa ngục. Địa ngục ở đây không phải cõi địa ngục, mà là trạng thái đau khổ của thân hay phiền não của tâm. Tu mà còn tâm ác như vậy thì phải mang nợ đàn na thí chủ muôn đời muôn kiếp. Hiện giờ các nhà sư Nam Tông ăn uống cho khoái khẩu, thân hình mập béo, lấy ác pháp mà nuôi thân mạng, thì thân mạng này phải chịu thọ khổ muôn vàng.
vì đã đem vào thân những sự đau khổ của chúng sanh, thì làm sao tránh khỏi sự đau khổ ấy? Ghi chú: đọc bài kinh Chivaka, chúng ta nhận xét về đạo Phật. Đạo Phật là một tôn giáo tự lực, dạy đạo đức nhân bản nhân quả rất thực tế và cụ thể. Cho nên Đức Phật là một nhà tâm lý học thông suốt mọi tình cảm, tâm tư và nguyện vọng của mọi người. Vì thế giáo pháp của Ngài dạy toàn là đạo đức làm người. Vì dạy đạo đức làm người nên nói về tâm lý của con người rất là sâu sắc. 1. Dạy người cư sĩ không làm nghề nghiệp ác để tránh nhân quả xấu như tai nạn, bệnh tật, yểu tử, v.v. 2. Dạy chư tăng không ăn thịt chúng sanh bằng sự ý tứ cẩn thận trong từng miếng ăn của mình, bằng một tấm lòng thương yêu rộng lớn đối với muôn loài chúng sanh. 3. Dạy Phật tử không nên cúng dường thịt chúng sanh làm ra thực phẩm cho Phật và chúng thánh tăng. Cúng dường như vậy là phi pháp, phi công đức, không có phước báo mà còn thêm tội lỗi. Toàn bộ giáo lý của Đức Phật từ sơ thiện, trung thiện đến hậu thiện, Ngài dạy con người cách thức sống trong thiện pháp, ngăn ngừa và đoạn dứt các ác pháp. Vì thế mà ngay từ bước đầu tiên, Đức Phật đã dạy người cư sĩ không làm sáu nghề nghiệp ác như trên đã giảng. Cách thức tu của đạo Phật rất cụ thể. Ở đây, quý thầy và các Phật tử phải hiểu cho rõ ràng: đổi nghề nghiệp, không làm nghề ác nữa, tức là tu hành. Tu tức là sửa đổi, thay đổi, làm tốt lại, làm thiện lại, và không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh, chứ không phải ngồi đó gõ mõ tụng kinh niệm Phật lần chuỗi, ngồi thiền hay lạy hồng danh sám hối mà tiêu tội hưởng phước được, vân vân. Quý vị đừng lầm hiểu theo sự hướng dẫn tu tập của các nhà học giả, của một số hệ phái. Khi tu tập là phải ngồi thiền, nhập thất, tụng kinh, sám hối, niệm Phật, niệm chú, truyền tâm ấn, la hét, đánh, xô đẩy để ngộ Phật tánh. Đó là hình thức tu tập chịu ảnh hưởng ngoại lai của các tôn giáo khác, chẳng giúp gì cho chúng ta giải thoát tâm tham sân si, phiền não, thương ghét, giận hờn, thù oán, tật đố, nghi kỵ và các ác pháp khác. Cách thức tu tập của đạo Phật trong kinh điển Nguyên Thủy dạy thực tế và cụ thể hơn, có kết quả ngay liền khi bắt tay vào tu, không như những pháp hành của các nhà học giả dạy ở trên theo kinh sách phát triển của một số hệ phái. Như trên đã nói, quý vị đổi nghề ác làm nghề thiện là quý vị không làm khổ chúng sanh, không làm khổ đau cho chúng sanh, tức là quý vị không làm khổ đau cho quý vị, không làm khổ đau cho quý vị tức là giải thoát. Dạy người không làm nghề ác, không làm việc ác, tức là tu thiện đấy các bạn. Các bạn có hiểu biết điều này không? Dạy người không cúng dường thực phẩm bằng xương máu chúng sanh, tức là tạo nghiệp thân ít bệnh, tuổi thọ sống lâu. Dạy chư tăng không ăn thịt chúng sanh là trau dồi tâm từ bi hỷ xả để đối trị tâm tham sân si, ích kỷ, nhỏ mọn, vân vân. Bài kinh này quý thầy và quý Phật tử nên lưu ý lời dạy của Đức Phật: ăn thịt chúng sanh phải không thấy, không nghe và không nghi. Lời dạy này có nghĩa là trong sự ăn uống phải trau dồi mắt tai của mình và ý tứ cẩn thận. Khi ăn khi uống phải biết rõ trong thực phẩm đang ăn có xương máu và sự chết chóc đau khổ của chúng sanh trong đó hay không. Nếu có, chúng ta thà chết trong giới luật của Phật chứ không ăn mà phạm giới. Tại sao vậy? Tại vì người tu sĩ đạo Phật thường trau dồi tu tập tâm mình lòng thương yêu rộng lớn đối với tất cả chúng sanh.
đối với nhân loại khắp mười phương thế giới. Nếu chúng ta chỉ vì bổ béo cho xác thân vô thường bất tịnh này mà chạy theo dục lạc, ảo giác ngon ngọt của vị giác, thì chúng ta chưa phải là một vị tu sĩ đạo Phật chân chánh, có lòng từ bi. Đạo Phật ăn chay trên ăn chay, ăn chay vì lòng thương yêu chúng sanh vô bờ bến. Ngược lại, trong thế gian này có những người ăn chay, không ăn thịt chúng sanh, nhưng là thực phẩm giống như thịt chúng sanh, thì đó là ăn chay theo kiểu phàm phu. Ăn chay còn thèm thịt nên tạo thực phẩm chay giống như thực phẩm thịt chúng sanh để Đức Phật ăn đỡ thèm. Cách thức ăn chay như thế Đức Phật không chấp nhận. Đạo Phật tu thật, làm việc thiện từ trong lòng thiện sanh ra. Ăn chay vì thương xót chân thật đối với chúng sanh nên không nỡ ăn thịt chúng sanh. Ăn chay chỉ vì sợ địa ngục, sợ quỷ vô thường, quỷ dạ xoa hành hạ, thiêu đốt, đâm chém, cắt lưỡi, móc họng, rút gân, v.v. Ăn chay để cầu sanh về cực lạc, thiên đường, v.v. Ăn chay để cầu cho tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, tuổi thọ sống lâu, v.v. Ăn chay như vậy, Đạo Phật không chấp nhận, vì không phải pháp tu hành để giải thoát. Đó là một loại ăn chay để an ủi tinh thần. Ăn chay như vậy giống như phong bò ăn. Chánh nghiệp và chánh mạng. Đạo Phật rất tuyệt vời dạy tu tập để thoát ra cảnh khổ đau của đời sống con người, bằng sự thay đổi trong nghề nghiệp ác để không làm khổ mình, khổ người. Kế đến dạy ăn uống để nuôi thân bằng những thực phẩm không có sự đau khổ, bố thí cho mọi người và cúng dường cho chư tăng. Vật cúng dường không được phi pháp, không làm tổn phước đức, đầy đủ phước báo hiện tại và mai sau. Một, làm thì tránh nghề nghiệp ác và hành động ác. Hai, ăn thì ý tứ cẩn thận, không phải đụng đâu ăn đó, gặp gì ăn nấy. Ăn có nơi, có chỗ, không phải ngồi quán, ngồi lều, giữa chợ, giữa đường, và còn phải trải tâm từ bi, biết ơn người làm tra của cúng dường, không nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh, đầy lòng thương xót khắp cùng. 3. Cúng dường chư tăng bằng mồ hôi nước mắt của mình làm ra, không được gian tham trộm cắp, không được giết hại chúng sanh. Người tu sĩ khi thọ thực phẩm phải tránh ăn thịt chúng sanh, mà còn phải quán xét sự tu tập của mình, công đức có xứng đáng thọ dụng hay không. Từ một nghề nghiệp chân chánh, chánh nghiệp làm bằng sức lao động chân tay hoặc bằng trí óc, tạo ra những thực phẩm lương thiện để nuôi thân mạng, chánh mạng, không có sự gian ác và đau khổ trong đó. Trong Bát Chánh Đạo, Đức Phật đã khẳng định có hai nẻo, hai lớp học tu tập chỉ về cách sống của người tu sĩ chân chánh, chánh nghiệp và chánh mạng. Đó là hai nẻo tu tập để thoát ra cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Một người hành nghề nghiệp giết hại chúng sanh, làm đau khổ người khác, thì nghề nghiệp ấy Đạo Phật gọi là tà nghiệp. Tà nghiệp còn có nghĩa là hành động, lời nói và ý nghĩa ác, hành động giết hại chúng sanh và làm đau khổ người khác, hay mắng chửi người khác, nói xấu người khác, vu khống người khác, chuyện ít xích ra nhiều thêm bớt, vân vân. Đó là hành động ác. Hành động ác là tà nghiệp. Nhân tà nghiệp thì quả phải khổ đau, không chạy tránh đường nào được cả. Cho nên nhân quả không thể trốn tránh.
dù có trốn lên trời hay chui xuống đất cũng không thoát khỏi. Tà nghiệp còn có nghĩa là nghiệp quả khổ. Thấy một người gặp tai nạn khổ sở có thể đi đến tù tội và tử hình thì đó đều là do nghiệp quả ác của họ. Người bệnh tật đau khổ trên la trăn trở suốt đêm ngày cho đến khi chết thì đó cũng là nghiệp quả ác của họ, do họ đã tự tạo ra nhân ác trong quá khứ, vân vân. Tà nghiệp còn gọi là thói hư tật xấu, như người ham mê bài bạc, rượu chè, đĩ thỏa, điếm đàn, du đảng, vân vân. Tà nghiệp còn là những hành động phóng dật, chạy theo dục lạc ác pháp thế gian, làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh, vân vân. Tà nghiệp còn là những hành động sai trái phi pháp luật, làm ra tiền của đem về nuôi thân mạng, cũng như những hành động bắt và giết hại chúng sanh để trao đổi và buôn bán làm ra tiền nuôi sống cha mẹ, gia đình, vợ con. Thì đó là lấy tà nghiệp nuôi lớn tà mạng, không phải chỉ riêng mình mà còn cả gia đình. Dưới đôi mắt của Đức Phật, nhìn những nghiệp ác của chúng sanh đem về nuôi thân mạng thì đó là đem vào thân mạng một nghiệp ác, một sự khổ đau, một tai họa lớn. Nên Ngài dạy những hành động đó là những hành động không chân chánh, những hành động tà nghiệp nuôi dưỡng tà mạng, nuôi tội ác và nuôi đau khổ cho mình, cho người. Muốn không tạo ra các tà nghiệp, Đức Phật ngăn cấm không cho đệ tử của mình hành sáu nghề ác, để tránh đem vào thân mạng những sự khổ đau do nghiệp quả ác chính mình đã tự tạo ra. Vì chánh mạng nên Đức Phật còn dạy thêm, đừng nên ăn thịt chúng sanh, vì ăn thịt chúng sanh là nuôi tà mạng, đem vào thân mạng những bệnh tật tai ương, đem vào cuộc sống những sự đau khổ tai họa hiểm nghèo, đem vào gia đình những chuyện bất an, bất toại nguyện, vân vân. Người cúng dường và bố thí cho chư tăng bằng sự gian ác sẽ không được phước báo mà còn phi công đức, thọ lấy những quả khổ địa ngục, súc sanh, vân vân. Người nhận của bố thí cúng dường mà không thấy từ sự gian ác của người cúng dường, thọ dụng như vậy là nuôi tà mạng. Do nuôi tà mạng, thân tâm không thanh tịnh, không ly được dục và ác pháp. Vì thế, vị tỳ kheo này tu hành uổng công, chẳng có kết quả, chẳng nhập được tứ thánh định, chẳng thực hiện được tam minh. Bởi vậy, Đức Phật dạy, chư tăng phải thiểu dục tri túc, thừa kế pháp, không nên thừa kế thực phẩm. Không thiểu dục tri túc, không thừa kế pháp, luôn thừa kế vật chất và thực phẩm, thì tâm sanh ra tham dục, ham muốn phóng dật, chạy theo ngũ dục lạc, ăn uống phi thời, ngủ nghỉ phi thời, trí tuệ đần độn, tưởng tuệ phát triển, thường luận đông luận tây, che đậy lỗi lầm, phá sạch giới bổn, sống đời sống dục lạc, chẳng biết sợ hãi những lỗi nhỏ nhặt, chẳng biết xấu hổ khi oai nghi tế hạnh cũng không có, đi đứng nhìn ngó giống như người thế gian. Chánh nghiệp tức là nói về những bài học về hành động thân, miệng và ý phải chân chánh. Ở đây có nghĩa là do ba nơi này tu tập không làm hành động ác. Chánh mạng tức là nói về những bài học sự nuôi dưỡng thân mạng chân chánh. Thân mạng chân chánh ở đây có ý nghĩa tu sửa, không ăn uống lặt vặt phi thời, ăn uống không đúng giờ
đúng lúc, ăn uống có tiết độ, ăn uống không phải vì thèm khát, ăn uống là vì sự sống để tu tập, không vì lợi dưỡng, không ăn thịt chúng sanh, không ăn uống những chất độc hại, gây tạo cho cơ thể bệnh tật khổ sở. Dù những thực phẩm đó có ngon ngọt béo bổ đến đâu, cũng nên tránh xa, đó là nuôi chánh mạng. Thân mạng được nuôi sống chân chánh có những ích lợi. 1. Thân không trả nghiệp quả khổ đau. 2. Thân không bệnh tật khổ đau. 3. Tuổi thọ được lâu dài. 4. Thân được mạnh khỏe tu tập dễ dàng hơn. 5. Thân được mạnh khỏe, tâm hồn được an vui, thanh thản và vô sự. Người tu theo đạo Phật cần phải siêng năng tu tập, trao dồi những bài học về chánh nghiệp và chánh mạng. Vì đó là đạo đức nhân quả nằm trong cuộc sống của mỗi con người khi tu tập theo đạo Phật. Chúng ta là những đệ tử của Đức Phật, không thể xem thường chánh nghiệp và chánh mạng. Vì chánh nghiệp tốt thì chánh mạng mới tốt theo. Chánh nghiệp thanh tịnh thì chánh mạng mới thanh tịnh. Do đó, đời sống mới được an vui, hạnh phúc. Bằng ngược lại, chánh nghiệp xấu thì chánh mạng phải chịu nhiều tai ương, họa khổ, vân vân. Vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật cũng phải lưu ý chánh nghiệp và chánh mạng. Nếu chánh nghiệp không đúng phạm hạnh, phạm phải những lỗi lầm nhỏ nhặt, không biết xấu hổ, thì chánh mạng tu hành chẳng tới đâu. Tâm lậu hoặc không sao diệt được, thiền định thì rơi vào tà thiền, tà định. Tu suốt đời chẳng có ích lợi gì, còn mất thì giờ, vô ích. Vì thế, người cư sĩ cũng như vị tỳ kheo muốn được giải thoát an vui, hạnh phúc trong kiếp sống này, thì sự tu hành phải tu đến nơi đến chốn. Trước tiên, phải tu tập chánh nghiệp và trao dồi mỗi hành động thân, miệng, ý của mình toàn thiện, tức là không làm khổ mình, khổ người. Nhờ đó mới nuôi thân bằng chánh mạng. Thì chắc chắn có muôn vạn người tu theo đạo Phật đều đạt được kết quả giải thoát như nhau. Nếu mọi người biết sống đúng chánh nghiệp, nuôi thân bằng chánh mạng, thì thế gian này là thiên đàng, cực lạc, không còn phải đi tìm nơi đâu, không cần phải niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương, phải không các bạn? Niềm tin. Nếu trên bước đường tu tập đầu tiên mà quý vị đã nghe lời dạy của Đức Phật, thay đổi nghề nghiệp ác bằng những nghề nghiệp thiện, là quý vị đã đặt trọn niềm tin nơi Đức Phật, Pháp, chư hiền thánh tăng và giới luật. Niềm tin đó có được nơi quý vị là do chỗ suy tư quán triệt lời dạy của Đức Phật. Ví như Ngài dạy câu này: đừng làm khổ mình, khổ người thì sẽ thoát ra cảnh khổ. Với lời dạy này biết áp dụng vào đời sống thì rất đúng, không sai, có kết quả ngay liền. Khi Ngài dạy thay đổi nghề nghiệp ác, chúng ta tư duy thấy rất đúng, vì những nghề nghiệp ác đó chúng ta đang hành là những nghề làm đau khổ và giết hại chúng sanh rất nhiều, như nghề chài lưới, săn bắn, bán rượu, thuốc phiện, vân vân. Người có trí, sau những lời dạy này, chúng ta cũng đủ đặt trọn niềm tin ở người. Vì đó là một lời dạy rất thực tế, đem lại sự an vui cho mình, cho người và cho các loài vật đang sống trên hành tinh này. Do thế, chúng ta tin và không bao giờ có ai lay chuyển được lòng tin ấy. Tại sao vậy? Tại vì
lời dạy của Ngài rất thực tế và cụ thể, đem đến sự giải thoát an vui, hạnh phúc cho chúng ta và tất cả muôn loài vật như trên đã nói. Mình không làm khổ ai, chắc không ai làm khổ mình. Nếu có người khác làm khổ mình, có lẽ người ta chưa nghe và chưa hiểu lời dạy của Đức Phật. Nếu mọi người ai cũng được nghe, hiểu và thực hành theo đúng lời dạy của Ngài, thì thế gian này là thiên đàng cực lạc, hạnh phúc biết bao cho muôn loài, còn đâu đau khổ nữa. Pháp môn tu tập của Ngài rất thực tế, mang lại sự giải thoát cụ thể ngay liền tức khắc. Nếu chúng ta chỉ thay đổi nghề nghiệp ngay đó, chúng sanh thoát chết, thoát khổ, người mạnh không ăn hiếp người yếu, con vật lớn không ăn thịt con vật nhỏ. Nhìn thấy cảnh thoát chết, thoát khổ của chúng sanh, tâm hồn chúng ta hân hoan, bàn tay chúng ta không còn làm ác, không còn vấy máu nữa, mắt chúng ta không còn thấy sự chết chóc, đau khổ của chúng sanh nữa. Đó là hạnh phúc biết bao cho muôn loài vạn vật đang sống trên hành tinh này. Từ sự suy tư, quán xét và cân nhắc kỹ lưỡng, thấy rất rõ sự giải thoát cho mình, người và chúng sanh. Sự thay đổi nghề nghiệp ác chuyển thành nghề nghiệp thiện mà còn được hạnh phúc như vậy, giải thoát như vậy, thì thử hỏi người tu sĩ xuất gia sống ba y một bát thì còn giải thoát và hạnh phúc biết dường nào. Nhất là nhập các định, làm chủ sanh tử luân hồi, chấm dứt tái sanh, thì lòng tin ấy phải như thế nào? Nhờ có kết quả chúng ta mới tin sâu hơn. Vì vậy lúc đầu chúng ta tin Phật, Pháp, Tăng, nhưng lòng tin ấy chưa phải là lòng tin sâu. Vậy tin Phật, Pháp, Tăng và giới như thế nào mới gọi là tin sâu? Muốn niềm tin được sâu, lâu dài và bền bỉ, thì kết quả tu hành giải thoát trong cuộc sống hàng ngày, thân và tâm phải được thành tựu giải thoát cụ thể trong mỗi pháp môn tu tập. Mỗi sự thực hành tu tập đều phải có kết quả dù ít dù nhiều, thì lòng tin ấy mới tăng trưởng bền bỉ và lâu dài. Mới đầu quý vị chỉ có tư duy theo lời dạy của Đức Phật mà nhìn thấy những người khác thay đổi nghề nghiệp, được hạnh phúc an vui. Do thế, quý vị quyết tâm thay đổi nghề nghiệp ác. Trước tiên, quý vị thấy kết quả giải thoát là không còn thấy những sự giãy giụa, đau khổ và chết chóc của loài vật. Đôi bàn tay quý vị cũng không còn làm đổ máu chúng sanh nữa. Không còn thấy những người say rượu đi ngoài đường, té xuống đứng lên, chân bước tới chân bước lui, chửi vợ mắng con hoặc chửi làng chửi xóm. Không còn thấy phụ nữ làm nghề bán thân nuôi miệng đồi bại như một loài thú vật không biết xấu hổ. Không còn thấy những người ngồi quán, ngồi lều ăn thịt chúng sanh như loài ác thú. Không còn thấy những loài thủy tộc mắc lưới, mắc câu giãy giụa đau khổ trước cái chết. Không còn thấy những loài thú vật sợ hãi chạy tán loạn trước những người thợ săn. Lòng quý vị hân hoan sung sướng. Nhìn thấy cảnh đó là cảnh giải thoát cho mình, cho người và cho muôn vật. Thật là hạnh phúc biết bao cho con người và loài vật trên hành tinh này. Ngoại cảnh yên vui của mọi người và muôn vật đang hòa nhịp với tâm hồn quý vị thanh thản, an lạc, khiến cho đời sống càng hạnh phúc hơn và lòng yêu thương của mọi người, mọi chúng sanh càng lúc càng thấm thía hơn nhiều. Phải không hỡi quý vị? Mới đầu, chúng ta đổi nghề còn thấy vất vả và khó khăn. Sau một thời gian mới lấy lại bình thường, không còn lo lắng sợ hãi như lúc ban đầu. Dần dần, nghề nghiệp mới phát triển hơn. Nghĩ tới hồi nào còn đi chài lưới, giờ này còn ở sông, ở biển. Mỗi khi có gió to bão lớn, sự sống chết như chỉ mành treo chuông. Người thân trong gia đình đau đớn khổ sở,
lo lắng, thức suốt đêm cầu nguyện cho người thân mình tai qua nạn khỏi, bể lặng sống yên. Nỗi khổ tâm nhất là những người làm nghề giết hại chúng sanh, thường gia đình sống trong nỗi lo âu, bệnh tật tai họa thường hay xảy đến cho họ. Nhưng họ nào biết được, đến với đạo Phật, thực hiện sống đúng lời dạy của Ngài, người nào chịu khó nghiệm xét sẽ thấy nhiều điều kiện may mắn đến với họ hơn là những tai họa. Hồi tưởng lại, khi còn làm nghề nghiệp ác, thường có nhiều sự tai biến bất an xảy ra cho gia đình, nhưng họ không để ý. Khổ thì cứ khổ, lo lắng thì cứ lo lắng, nhưng cuộc sống cứ thả trôi theo dòng đời, ba chìm bảy nổi, mãi mãi và mãi mãi. Nhưng khi bước chân vào đạo Phật, bằng sự thay đổi nghề nghiệp, đúng như lời Đức Phật đã dạy, họ đã tìm được sự giải thoát khổ trong những hành động thiện, chứ không phải chờ đợi 10 năm hay 20-30 năm sau mới thấy được sự giải thoát đó. Giải thoát ngay liền khi chúng ta sống thiện, làm những điều thiện, tức là không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Có những người hiểu sự giải thoát của đạo Phật một cách lầm lạc, nghĩa là giải thoát của họ là cầu gì phải được nấy, muốn gì phải được toại nguyện nấy. Cái đó không phải sự giải thoát của đạo Phật, mà đó là sự chạy theo của lòng ham muốn và bị sự trói buộc thêm của vật chất thế gian, khiến càng khổ lại càng khổ thêm nhiều hơn nữa. Đạo Phật vốn buông ra để không khổ, từ bỏ lòng tham muốn để thoát ly sanh tử luân hồi. Đại khái các hành pháp của đạo Phật là như vậy: ôm vào thì sanh ác pháp, buông ra thì thiện pháp tăng trưởng. Sống trong cảnh cơm ăn áo mặc đầy đủ, không giàu sang danh vọng to, nhưng tâm hồn thanh thản biết đủ, an nhàn, ít muốn, thảnh thơi an lạc, biết nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng trước mọi cảnh, mọi người. Cái đó không phải là giải thoát của đạo Phật sao? Tiền bạc, danh vọng, sắc đẹp, ăn uống, ngủ nghỉ, khen chê, sợ hãi, lo toan, vân vân, đều không làm động tâm, thì đó chẳng phải là giải thoát sao? Giải thoát của đạo Phật là nhằm vào chỗ tâm bất động trước mọi cảnh, mọi vật, mọi sự cám dỗ của cuộc đời và mọi sự cảm thọ đau đớn khổ sở vô tận của thân tâm, chứ không phải chỗ xuất hồn nhập xác, ngồi thiền 5-7 ngày thọ hưởng hỷ lạc tưởng, hay ngồi trầm tư mặc tưởng một thế giới siêu hình nào đó. Nó cũng không phải thần thông phép lạ, mà cũng không phải là kiến tánh thành Phật, vân vân. Đó là những thứ ảo giác, huyễn hoặc, giàu tưởng tượng, làm mê hoặc lừa đảo tín đồ. Nhờ có kết quả giải thoát thật sự như vậy, nhờ có tu tập tâm bất động được như vậy, người ta mới tin đạo Phật, mới bỏ hết cuộc đời như Đức Phật đã dạy, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống không gia đình, không nhà cửa, đời sống chỉ còn ba y một bát, đi xin ăn mà thôi. Nếu không kết quả thật sự như vậy, thì chẳng còn ai dám theo đạo Phật, vì cuộc sống của đạo Phật rất khổ, xa lìa ngũ dục lạc thế gian. Vả lại, sự tu hành còn phải dày công và còn nhiều gian nan vất vả khác nữa. Chẳng hạn như quý thầy hiện giờ đang tu thiền Đông Độ suốt cả 5 năm, 10 năm, có người đã tu từ 15 đến 20 năm rồi mà vẫn chưa thấy giải thoát gì cả. Kiến tánh rồi, tìm tu mà cứ tu mãi, tu hoài, tu cho hết vọng tưởng, và hàng ngày cứ ngồi thiền, ngồi đó mong giữ cho tâm hết vọng tưởng để làm Phật. Nhưng khi hết vọng tưởng lại rơi vào vô ký và rơi vào những trạng thái hỷ lạc của tưởng. Khi thì như thế này,
khi thì như thế khác, lúc được lúc mất. Nhưng gặp việc gì thì tâm tham sân si vẫn còn chẳng mất. Thấy danh lợi thì tâm vẫn còn tham, ăn uống phi thời, không đúng hạnh thánh, thì làm sao gọi là giải thoát được? Từ bắt đầu tu tập ngồi 30 phút, tăng dần đến 1 giờ, rồi 10 giờ, 12 giờ, nhưng vọng tưởng có lúc hết lúc không, có lúc rất an ổn, có lúc rất bất an. Tiến tới thì không tới được nữa, lui thì rất uổng công. Trường hợp và hoàn cảnh tu tập này, quý thầy có thối tâm hay không? Chỉ còn an ủi mình bằng những lời nói của các tổ: tu phải trải qua nhiều kiếp, có tổ phải tu 20-30 năm, vân vân. Quý thầy nuôi hy vọng và tự an ủi mình: chắc có lẽ mình tu chưa đến nơi đến chốn, phải ráng tu thêm nữa. 10 năm tu mà qua nhìn lại, tâm nào tật nấy, tham sân si còn đủ, thôi thì phải ráng tu tập thêm. 20 năm qua tu tập hết sức mình, làm chủ sự sống chết thì chẳng thấy gì, mà cứ có ai động đến tâm thì tham sân si lại nổi lên ầm ầm, phiền não đau khổ vẫn còn. Tu mãi tu hoài mà sao không hết được. Ngồi thiền 7-8 tiếng đồng hồ cho đến 11-12 tiếng đều được, nhưng ngồi 1-2 ngày thì lại không được. Tại sao vậy? Tại vì không có pháp hành và tu tập không đúng pháp nên kết quả không có. Tu tập dậm chân tại chỗ, nhưng đã lỡ tu, lỡ dạy người khác, bây giờ biết ăn làm sao, nói làm sao. Những thầy lớn nói ra thì mất danh mất lợi, nói ra khó mà nói, tiếng thối lưỡng nan. Thôi mặc kệ, tới đâu hay tới đó, cứ nhắm mắt làm liều. Còn các thầy nhỏ thì đã lỡ rồi, ra đời thì sợ người ta chê cười, mà tu thì chẳng đến đâu, cứ dối gạt Phật tử mà sống bằng cách thuyết giảng, nay kinh này mai kinh khác, như trao đổi thực phẩm để người ta dễ ăn dễ nuốt. Thường dùng những lối lý luận mơ hồ trừu tượng bằng những pháp huyền, pháp thoại ở đầu môi chót lưỡi, loanh quanh nghĩa lý nhai lại của các tổ xưa có bấy nhiêu, cứ lặp đi lặp lại, thêm mắm dặm muối, làm có vẻ mới mẻ để lừa đảo người. Cho nên có người bảo, coi chừng bị lưỡi lừa của ông ta. Những ai đã gõ cửa đúng của đạo Phật thì ngay đó có sự giải thoát liền, chiêm nghiệm được sự giải thoát đó một cách cụ thể. Vả lại, khi bước chân vào đạo Phật, chúng ta thấy sự tu tập rất cụ thể, giải thoát rõ ràng, không có mơ hồ. Vì pháp thiện và pháp ác ai cũng có thể dễ nhận ra. Nói như vậy có nghĩa là những người nào đã học xong đạo đức nhân quả thì mới dễ nhận ra pháp ác và pháp thiện. Tu hành của đạo Phật tức là sống, sống thiện là giải thoát, sống ác là đau khổ. Đổi nghề nghiệp ác làm nghề nghiệp thiện, nếu biết tư duy quán xét ngay liền, có một tâm hồn yên vui an lạc, không những một mình mà cả gia đình, nhất là những người biết thiểu dục tri túc, thì sự yên vui hạnh phúc lại càng gia tăng gấp bội. Những ai đã tin sâu nhân quả và đã học được đạo đức nhân bản nhân quả thì sẽ chứng nghiệm phước báo rất rõ ràng. Dù người đó không cầu mong điều gì, cứ hân hoan sung sướng làm việc thiện thì luật nhân quả sẽ đem phước báo đến cho họ, và họ luôn luôn hưởng trọn đầy hạnh phúc của cuộc sống. Đối với những người này, ác pháp đến với họ như nước đổ trên lá khoai môn. Đạo và đời. Muốn thành tựu được lòng tin tịnh tính sâu sắc, quý vị phải suy nghĩ cho kỹ
và so sánh giữa cuộc sống đời và cuộc sống đạo. Đời có cuộc sống theo đời, đạo có cuộc sống theo đạo. Sự sống theo đạo là đi ngược lại sự sống theo đời. Đạo thì buông xả ra, đời thì ôm lấy vào. Cho nên, quý vị đừng tưởng cuộc sống đời và cuộc sống đạo giống nhau. Không, hoàn toàn không, không giống nhau một chút nào cả. Người tu sĩ đạo Phật có cuộc sống như thế gian, nghĩa là có vợ, có con, sống chạy theo danh lợi, ăn ngủ phi thời, là những người cư sĩ trọc đầu, chứ không phải là một vị tỳ kheo xuất gia đệ tử của Đức Phật. Họ diệt Phật giáo chết cũng giống như trùng trong lông sư tử sẽ diệt sư tử. Người tu sĩ Phật giáo sống như người thế gian, ăn ngủ phi thời, không buông xả vật chất, tâm dễ dính mắc sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Ngũ triền cái luôn luôn che mờ trí tuệ họ. Thất kiết sử thường trói buộc như dây xích sắt, khiến họ khó vẫy vùng, nên họ đã trở thành ma ba tuần. Vì thế, làm sao sống đúng phạm hạnh, ly dục, ly ác pháp được? Làm sao nhập tứ thánh định, làm chủ sanh tử, chấm dứt luân hồi được? Làm sao nhập định vô lậu, xả tâm diệt ngã, chấm dứt khổ đau? Làm sao nhập định bất động tâm, sống thanh thản, an lạc và vô sự? Nếu một người tu sĩ mà còn có lối sống như thế gian thì không thể nào tu hành theo đạo Phật được. Đó là những kẻ mượn chiếc áo Phật giáo tìm miếng cơm để sống. Sống như vậy là sống một cách hèn hạ, chỉ biết lừa đảo tín đồ mê muội để sống bằng mồ hôi nước mắt của người khác. Thật là đáng khinh bỉ. Có người lầm hiểu đạo Phật cho rằng chỉ cần biết được pháp môn tu tập, chứ không phải do sự sống đúng phạm hạnh. Hiểu như vậy là hiểu sai. Hiểu như vậy có nghĩa là sự sống và sự tu tập là hai lối khác nhau. Niệm Phật, tụng kinh, bái sám, niệm chú, ngồi thiền trước điện Phật có ăn nhập gì vào cuộc sống đâu. Đó là cái hiểu về tu hành nông cạn của những người tâm còn tham đắm, biết quá nhiều vật chất, đời không muốn bỏ, mà đạo lại muốn thêm. Đạo Phật vốn tu nghĩa là sống. Sống biết sửa sai, sửa quấy những lỗi lầm, biết ngăn chặn không làm những điều ác, biết xa lìa mọi cám dỗ vật chất thế gian, biết tiết độ trong ăn uống, ngủ nghỉ, biết thiểu dục tri túc đối với đời sống, biết phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình, biết giữ chánh niệm để tâm được thanh thản, an lạc và vô sự. Lấy cuộc sống đạo của những bậc chân tu đem so sánh với cuộc sống người thế gian, bên nào khổ, bên nào thoát khổ? Khi đã so sánh như vậy, ta mới thấy đời sống con người thật khổ. Khổ như thật, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không, không gì trói buộc được, không gì làm động đến tâm họ được. Khi đã thấu rõ cả hai cuộc sống, ta mới quyết định chọn một trong hai con đường này. Nếu không so sánh, không thể thấu rõ, mà vội vàng chọn lấy con đường tu, thì e rằng chúng ta nông nổi, bồng bột, đến chừng vào đạo để trở thành một tu sĩ thì chừng đó tiến thối lưỡng nan. Đời sống đạo rất khó, không phải dễ như mọi người lầm tưởng. Rồi đây, cuộc sống đạo chẳng ra đạo, đời chẳng ra đời, chết cũng dở, sống cũng dở. Lấy cuộc sống của mọi người mà suy ngẫm cuộc sống của mình. Đời sống trong gia đình đầy rẫy những triền vượt, biết bao dây mơ rễ má trói buộc, biết bao nhiêu vật chất cám dỗ và lôi cuốn vào đường tội ác. Đường đời đầy dẫy ô nhiễm và uế trượt,
biết bao chông gai và hố thẳm của ác pháp đang chờ đón. Càng suy ngẫm, chúng ta mới thấy rằng đời sống con người sinh ra là để khổ, khổ thật. Chúng ta mới lớn lên chưa lập gia đình, đời còn tươi đẹp giống như một giấc mơ. Ăn rồi đi học, chẳng lo nghĩ gì hết. Đói no có cha mẹ lo. Đến khi lớn lên một chút, biết ham muốn, biết xài tiền, biết ăn chơi vui đùa, chứ chưa biết khổ là gì, nên thường rủ rê bạn bè uống rượu, cờ bạc, rồi đánh nhau, hoặc đua xe gắn máy, gây tai nạn giao thông, gãy chân, gãy tay, có khi mất mạng. Bây giờ mới thấy khổ, nhưng cái khổ đó có thấm vào đâu. Đến khi lập gia đình, chừng đó mới thấy cái khổ của đời sống con người. Vợ con, tiền bạc, nhà cửa và những vật dụng tiêu thụ hàng ngày. Khi cha mẹ còn sống, có thiếu hụt cái gì thì ông bà giúp đỡ cho. Đến khi cha mẹ mất, chẳng còn ai giúp đỡ, tự mình phải lo lấy cuộc sống của mình. Trên vai chất gánh nặng phải lo toan đủ thứ. Thế mà vợ con đâu biết, nên đâu phải lúc nào cũng ngọt ngào với mình. Vợ con cũng phải có những tư tưởng riêng, lối sống ưa thích riêng, do những đặc trưng riêng biệt. Mình cũng vậy. Cho nên, sống với nhau đâu phải lúc nào cũng hợp nhau được. Do sự khác biệt đó, nên trong nhà thường có sự lục đục, rầy rà, trái ý nhau, làm cho tâm mình bất toại nguyện, phiền não, chứ đâu phải sung sướng gì. Nếu không nhẫn nhục, tùy thuận với nhau, thì gia đình là một địa ngục tại trần gian. Càng tư duy suy nghĩ, ta càng thấy đời sống khổ đau, quá khổ. Không có gì là hạnh phúc, nhưng nó lại trói buộc chặt hơn bất cứ một thứ gì. Chẳng hạn, đang sống chung với nhau, có một người chết. Thử hỏi những người còn sống có buồn khổ không? Chắc chắn không ai là không đau khổ. Hai vợ chồng ngồi trong mâm cơm, vừa ăn vừa nói chuyện hàng xóm, rốt cuộc gây gổ nhau, thì thử hỏi có vui sướng gì không? Thấy thế, đời sống có vui sướng gì? Hai vợ chồng sống chung với nhau, không tiền, không bạc. Vợ thì ham muốn cái này, cái kia. Do đó, vợ chồng cãi cọ, hờn giận nhau. Thế mới biết đời khổ, khổ mọi điều. Nhưng ở đời, người ta đâu biết, đâu thấy cái khổ đó. Người ta chỉ thấy cái ảo ảnh bề ngoài, tưởng là hạnh phúc. Như đôi vợ chồng trẻ ngồi trên chiếc xe hơi bóng loáng, hoặc trên chiếc xe Honda. Hình ảnh này thật là hạnh phúc, nhưng lòng dạ họ đang khổ, nào ai biết. Một người nghèo nói: tôi nghèo, không có cơm ăn áo mặc, tôi quá khổ. Nhưng người giàu có lại nói: tôi có tiền, có bạc, tôi lại càng khổ hơn nữa. Tôi ngủ không yên, sợ trộm cắp. Đó là mọi thứ khổ đau, ưu não của cuộc đời. Ở gần nhau, con gà, con vịt, con chó, con heo qua lại để xảy ra những trận gây gổ, làm náo loạn cả xóm làng. Con cái chơi giỡn với nhau, vì binh con để xảy ra chuyện lớn. Kẻ đi tù, người nằm nhà thương. Còn hai gia đình thì hận nhau mãi. Chuyện nhỏ mọn lặt vặt đó đã khiến cho đời người bất an, bất toại nguyện. Nhìn lại, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Không có một vật gì trói buộc, không có một hoàn cảnh nào làm dao động tâm. Tâm hồn rộng lớn như đất trời, bao dung tất cả mọi thứ. Dơ xấu bất tịnh cũng chẳng buồn, tốt đẹp quý báu như vàng bạc ngọc ngà cũng
cũng chẳng mừng vui. Bởi vậy, thật khó cho những người còn sống ở trong gia đình không thể thực hiện sống theo pháp hạnh đầy đủ hoàn toàn, trắng bạch như vỏ ốc của những người xuất gia. Đem so sánh giữa hai đời sống thế gian và xuất thế gian. Đời sống thế gian suốt đời nô lệ cho vật chất. Đời sống xuất thế gian hoàn toàn cởi bỏ ách nô lệ vật chất. Vì thế nên không còn một vật gì hết, chỉ còn ba y một bát, tối ngủ yên giấc, không sợ trộm cắp gì cả, không sợ hư hao gì hết. Bởi vì còn có gì nữa đâu mà hư hao, nhà cửa cũng không, gia đình cũng không, lấy gì mà sợ vợ đói, con khát. Cuộc sống người xuất gia là như vậy, nên tâm hồn an vui thanh thản và hoàn toàn hạnh phúc. Tâm hồn trong trắng như vỏ ốc, không có vật gì làm hoen ố, ác pháp không làm dao động được tâm. Họ sống độc cư, độc bộ, độc hành, nhưng lại biết hòa mình trong mọi cuộc sống của người khác bằng đức nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Từ chiếc áo của người cư sĩ, chúng ta đem so sánh với chiếc áo của người xuất gia, ta nhận xét người cư sĩ tu theo đạo Phật hoàn toàn khó giải thoát như người xuất gia, chỉ giải quyết được cuộc sống bằng thiện pháp và không thể thực hiện được sự làm chủ sống chết bằng thiền định. Khi quán triệt cuộc sống đời và đạo, ta mới thấu rõ người tu sĩ đạo Phật không thể sống theo dục lạc thế gian, không thể sống có vật chất tài sản được, phải xa lìa viễn ly tất cả, buông bỏ xuống hết, không chùa to tháp lớn, không tivi tủ lạnh, không xe hơi xe cúp, không điện thoại di động, vân vân. Sống đời thiểu dục tri túc, ba y một bát, hàng ngày sống một bữa ăn, không ăn uống lặt vặt phi thời, đi khất thực nuôi thân, chẳng thân chẳng sơ với ai, chẳng tiền chẳng bạc, chẳng danh chẳng lợi. Ai hỏi đạo thì chỉ thẳng, chẳng nói, chẳng dạy điều mê tín gạt người. Vì thế cuộc sống đời và cuộc sống đạo không thể giống nhau được, giống nhau thì không phải đạo. Ở đây trong tu viện có tu sĩ và cũng có cư sĩ, nam có, nữ có, nhưng sự cân nhắc tu hành quả thật chỉ có buông bỏ, mà quý vị chưa hoàn toàn buông bỏ sạch. Chúng tôi biết rất rõ quý vị nghe chúng tôi giảng để hiểu biết, chứ sự thật tu hành để giải thoát cảnh trần lao đau khổ thì quý vị không đủ ý chí cương quyết và khả năng hành trì được. Người có tâm đi tìm sự giải thoát thì phải gan dạ, gọt bỏ râu tóc, mặc y áo xấu xa, cắt đứt dây mơ rễ má tình cảm với gia đình, cha mẹ, anh em, chị em ruột thịt, vợ con và người thân quyến thuộc. Lại còn phải bỏ tất cả tài sản của cải châu báu vàng bạc. Có đoạn dứt được như vậy thì con đường thiền định của đạo Phật mới tu tập được. Có tu tập được thiền định, tứ thánh hiện tại an lạc trú định, thì mới làm chủ được sự sống chết, mới tịnh chỉ được các hành trong thân. Sự tu hành này đó không đơn giản, mà phải tu tập hết sức. Các thầy phải tự suy nghĩ, các hành đang hoạt động trong thân của chúng ta như tim đập, gan, phèo, phổi, thần kinh đang hoạt động không ngừng nghỉ, hơi thở đang ra vô tự động, da đang bài tiết. Tất cả những sinh hoạt này đang tạo ra một sức sống cho thân mạng chúng ta. Thế mà tu tập bốn thánh định, chúng ta điều khiển làm cho nó ngưng hoạt động, thì đây không phải là một việc dễ làm. Nếu tâm của chúng ta chưa thanh tịnh, chưa ly dục ly ác pháp, còn thương, còn ghét, còn giận,
còn hờn, còn tham muốn vật này vật khác, chưa đoạn lìa tình cảm thế gian, thì chắc chắn quý thầy không thể thực hiện được, không thể làm chuyện vĩ đại này được. Giáo lý của Đức Phật đã vạch ra con đường tu hành rất rõ ràng, lấy nhân quả làm nòng cốt đối tượng cho sự tu tập. Vì thế, thay đổi nghề nghiệp ác là hành động đầu tiên trao dồi thân tâm thiện, chánh nghiệp. Kế đến, chúng ta lần lượt tu tập những hạnh bố thí cúng dường để xả bỏ lòng ích kỷ, hẹp hòi, để xa lìa lòng ham muốn nhiều của mình, và hàng ngày còn trao dồi đức nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng trong mỗi đối tượng, mỗi hoàn cảnh, mọi sự việc. Chính những sự tu tập này đã mang đến cho quý vị và gia đình một sự an vui hạnh phúc tuyệt vời. Người cư sĩ chỉ cần tu tập bấy nhiêu đây cũng đủ đem lại một cuộc sống an lành hạnh phúc mà hầu hết mọi người trên thế gian này đều mơ ước. Chỉ có những người chưa biết an Phật thì con đường tu tập này không phù hợp. Nếu không có đạo Phật chỉ đường vạch lối giải thoát cho loài người, thì loài người đi tìm hạnh phúc trong ảo tưởng, đó chỉ là một giấc mơ đẹp mà thôi. Ở đây, chúng tôi xin lưu ý các bạn, đời và đạo không thể đi chung nhau một đường, mà hai nẻo rõ ràng. Đời là đau khổ, đạo là giải thoát. Đời thì ôm vào tất cả, đạo thì buông ra chẳng còn một vật. Vì thế mà các bạn quan sát biết rõ người tu đúng và người tu sai. Người nào tu theo đúng chánh pháp của đạo Phật, người nào tu sai lạc vào tà pháp của ngoại đạo, thì các bạn không còn lầm người. Đó là đạo và đời đã xác định rõ như vậy. Niệm Phật gặp dữ quá lành.